Cái hình mà lúc chôn anh Thắng á, cái lúc mà làm mà tụng kinh đồ này kia anh Tư, là em thấy bản hầu bà chắp tay bà thành kính, bà lạy bà lục á, thấy bà đang ấy lắm. Nói đúng là mình phải mình nói gì nó thương thằng này với người Thắng dữ lắm. Hồi xưa mà anh mà la thằng này cái gì cái là có chuyện với nó đó, chứ không phải giỡn đâu. Nói thôi em muốn mà nó khổ nó không có chỗ nào hết. Tôi vừa tính ra, bà tính ra năm nay ở với ông Phước, tính ra mau chứ anh Tư, mới đây 5 năm rồi. Ở với quỷ già 5 năm rồi đó. Hello chị Phan Mẫn. Bữa hôm qua thấy sinh nhật của ông Xuân. Hello mấy chị, đây. Nguyễn Nguyễn Facebook Ý Yên 240. Nguyễn Nguyễn 260 bán mở hàng bill ở đây. Láng thỏi son tặng vô luôn anh Tư. Nguyễn Nguyễn, hello mấy chị nha. Nguyễn Nguyễn hả? Nguyễn Nguyễn Facebook Ý Yên. Đó ghi ở trở nó 2426. Hello mấy chị. Chị cho em xem váy đi. Váy gì gái cho chu mình. Mày biết làm sao không nghe. Để chị nói cho nghe, bên chị là một lần like cái gì là lôi sẵn cái đó ra chứ đồ nhiều lắm. Hello em nghe nè chị Minh Hòa Dương. Em nghe. Đó một lần like cái gì là lôi cái đó ra chứ không có ví dụ như đứng dậy kiếm đồ tại nhà đồ quá cho nhiều luôn, cho nên là Quỳnh, chú Quỳnh nghe ơn dành một chút thời gian. Để kêu một ship nó cầm riêng nó đi cho gái. Phân bài hello mấy chị nha. Thúy Phương chia sẻ bài viết Bách Thủy Tiên. Hello mấy chị nha, trưa nay có mấy cái túi xách rất là dễ thương. Chế đi đâu, trời ơi diện đồ đẹp vậy mẹ. Hồi nãy á, là coi như hàng si về xỏ cái quần dài vô với cái áo dây đi, rồi về khớp thêm cái áo ghi lê. Có nè, ghi lê em bán nè mấy chị. Em nói thiệt với mấy chị nha, cái ghi lê này nè, nè có túi nè, mà mặc với quần sọt rin với áo dây cực kỳ đẹp. 150 ngàn một cái, em có đen và xám. Chị nào 100 kg vẫn có size nha. Chị nào size từ 68 kg, 100 kg vẫn có size. Em nói với chị nè, hàng xúc nè, vải đẹp lắm. Thun rất là đẹp, nó là một cái chất vải thun gì co giãn mà mềm lắm. Nhưng mà cái này mấy chị mặc chín tấc cũng đẹp nha. Mấy chị mặc dài cũng đẹp nha. Chị mặc sọt càng đẹp nữa mà mang đôi giày thể thao cực kỳ xinh. Nghe em đi, mà chỉ có 150 ngàn một cái thôi, không nhiều. Không nhiều, không mắc nhưng mà chất lượng rất là ok luôn. Chất lượng cực kỳ ok. Và em có nói với tối qua với mấy chị là trưa ngày hôm nay em sẽ sale cho mấy chị là nguyên một bao hàng Thái. Toàn là áo hàng Thái thôi, còn là hàng lộn xộn, hàng đầm áo váy quần jean thì tối nay. Còn trưa hôm nay chỉ lên đúng hàng Thái nha. Anh Tư cho em mượn cái bàn mà làm bill ra. Trưa nay em lên đúng một 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 thùng. Đây, một thùng hàng Thái và thùng hàng Thái này em chấp nhận em lỗ để em rút tiền về nha. 80 ngàn một cái áo hàng Thái lỗ rất là nhiều, làm ơn làm phước. Hai trên hai cái tôi mới gửi, dưới một cái tôi không gửi. Tại tôi đã phụ ship rồi, tôi không gửi nha mấy chị nha. Thông cảm giùm tôi một cái. Rồi lên đồ nè. Ông nhận. Đẹp mà áo khoác đó là sao chị Đào Thanh Sơn? Áo khoác khỉ này, quên lộn, áo khoác ghi lê này đẹp lắm chị à. Rất là đẹp nha. Rồi lên hàng nè mấy chị. Lên hàng nha. Muốn mời là chỗ nào ta? Ở trong đó vừa có cái bịch lớn hồi nãy nhét vô. Nó cũng bao đó. Vô đó. Rồi bấm nút chia sẻ giùm cho em nha mấy chị nha. Trưa hôm nay có ít túi xách cho nên mấy chị tranh thủ giùm em. Dạ. Đẹp mà áo cốt đó.
Rồi lên đồ nha mấy chị nha. Lên đồ. Thật sự cái đôi giày đó là không có khỏi sâu vô đi anh. Cái đôi giày đó nó cái mẫu nó vậy á, nhưng mà mình vẫn đưa kiềm dây cho khách. Hôm nay được về một ít giày có size 40 nữa nha. Rồi lên cái đầu tiên đi mấy chị. Lên một cái vỏ đầu tiên nha. Đây, đẹp không mấy chị? Nhưng mà giá rất là mềm, chỉ có 380 ngàn thôi. 380 ngàn, da rất là mềm và hàng rất là ok. Nhưng mà mấy chị ơi lưu ý giùm em có một cái thôi. Trưa nay ít lắm mấy chị, có 6-7 cái thôi. Chế ơi đứng lên, em coi một tí chế mặt đẹp quá. Trời ơi đẹp mà thiệt mà chị nè. Cái này chị Kiều Lam có đặt hai cái rồi, chị Su Su đừng đặt nữa. Cái này Kiều Lam đã đặt hai cái rồi, đẹp lắm. Em nói với mấy chị đẹp là đẹp. Nhất là khi mấy chị mặc quần sọt cũng đẹp, mặc chín tóc cũng đẹp, mà mặc rin cực kỳ đẹp đây. Đó mấy chị thấy không? Đẹp cực kỳ. Nghe tôi đi, không bao giờ bán nhà lầu xây nhà cầu. Nay em like toàn trong phân bay không mà chị Ngô Lệ đưa keo cho em. Cho em hai cái, mỗi cái mỗi màu, nếu có áo dây chị mặc cho em hai cái. Áo dây là hồi bữa chị Hồng Hoàng Thế mua chưa? Áo dây chị Hồng Hoàng Thế mua chưa đây nè. Anh ơi lấy hai cái có khó kia lên size L cho Hồng Hoàng Thế đi. Trời ơi mấy chị mặc chiếc sọt đẹp lắm. Áo dây đây nè. Áo dây bữa này bữa giờ chị Hồng Hoàng Thế mua áo dây chưa? Đây, hai cái 100 ngàn của Hồng Hoàng Thế, với lại hai cái áo khoác 300 của Hồng Hoàng Thế nha. Trời ơi mặc xinh lắm mấy chị. Có ba lỗ không không chế hả? Dạ sắc không. Hôm nay cái áo thun chị Thúy Nguyễn, hôm nay em sẽ sale một thùng áo thái giá 80 ngàn cho mấy chị. Màu gì á? Một cái màu xám, một cái màu đen. Hồng Hoàng Thế gửi chưa? Không biết thì để em với lại đi con. Rồi túi đầu tiên nha mấy chị nha. Màu xám, màu đen, túi size L nha anh. Áo dây hai cái Minh Hồ Vương khỏi mặc đi. Nè cái áo dây đó chị mặc vừa, nhưng mà ôm em chịu thì chị để cho. Rồi cái này bán cho mấy chị 380 ngàn cái đầu tiên, nhưng mà cái này cũng có một cái thôi. Mấy chị coi giùm em cái phom túi nha. Cái này cũng chỉ có một cái thôi, hàng này là hàng si Nhật về hết. Nhưng mà si này mới 100%. Mã số 1, túi 380. Mã số 1 túi 308. Đây là một cái túi Gucci. Nè Gucci gân. Đây là túi cầm tay nha. Túi cầm tay mấy chế ơi. Lưu ý giùm em túi cầm tay. Túi này bán cho mấy chị 550 ngàn. 550 ngàn túi này, da thiệt luôn nha mấy chị. Hàng này là hàng Gucci nè. Lưu ý giùm tôi cái nào tôi mua rẻ tôi bán rẻ ok lấy. Hồi bữa chị có mặc thử ở Minh Hòa Vương à. Rồi Minh Hòa Vương hai cái. Đây Minh Hồ Vương hai cái áo dây. Hai cái áo dây. Dạ đồng hồ si bây giờ còn. Hồi nãy có đúng một cái đẹp bà chị Ngô Lệ à. Cái đó 2,6 triệu là chị Diễm Trần quận 12 hốt rồi. Hai cái này của Minh Hồ Vương. Em còn một cái đồng hồ nữ nữa nhưng mà em để trên lầu rồi. Để em coi thử em để ở đâu. Em còn một cái đồng hồ nữ mà nó y chang cái này là gần giống nè. Giống tới 99% mà cái này hồi đó em mua là nhiêu cha. Em mua là cái đợt đó em mới biết chỗ đó em mua là 3 triệu mấy á. Còn cái này là chỉ có 1 triệu tư, 1 triệu rưỡi thôi nhưng mà nằm trên lầu. Đó ok thì chiều em chụp qua cho chị Ngô Lệ. Túi này là 550 nha mấy chị ơi, 550 nó có đích đáng đồng tiền của 550 nha. Áo thái đúng không chị mua 3 cái em? Dạ tại vì em bị tồn tới một thùng 500 cái lượng dạng lên. Nhưng mà chị biết không, cái tính em mà để nhiều quá. Em chấp nhận là cái lô hàng này em lỗ nhiều lắm luôn á. Nhưng mà em không thích để hoài trong nhà chị. Cho nên tí xíu em sẽ bán áo sơ mi và áo thun cho mấy chị hết. Nghe nhưng mà mua một cái em không bán đâu, chốt một lần hai cái em mới bán. Đây, túi này 550 mấy chị ơi. Coi nè, coi nội mà cái dây kéo không là mấy chị biết là đích đáng đồng tiền của cái túi rồi nha. Nhưng mà hôm nay túi Gucci này về chỉ có đúng một cái thôi. Ở đây là, đây mấy chị. Rồi, túi Gucci này 550 ngàn. Và hôm nay em về cho mấy chị một ít túi. Nè, cái túi này đợt trước em có bán mà 500 thì hôm nay em bán mấy chị 380. Mua rẻ bán rẻ nha. Cái gì năm đó chị Nam à? Nam vậy để em đi lựa cho chị Ngô Lệ cho. Nam để em đi lựa cho chị Ngô Lệ nha. Đây nè mấy chị, 380 ngàn. Nhưng mà mấy chị ơi, cái túi này mấy chị mang rất là thông dụng nha. Thứ nhất là thông dụng, thứ hai là cực kỳ gọn. Comment giùm em Burberry kem. Burberry kem 380 ngàn. Burberry kem 380 ngàn. Burberry kem mấy chị yêu ơi à. Nè từ dây xích tới dây kéo đều là hàng tốt hết nha. Không phải hàng chợ đâu ha. Hàng này là hàng si Nhật. Burberry kem mã số 1. Đây cũng là Burberry nhưng mà sọc lớn hơn. Dây da chừng nào có cho em hay. Dạ để em lên em chụp cho.
Để em lên em còn ở ở trển còn hai cái cũng đẹp, nhưng mà để em lên em chụp em báo giá cho chị Ngô Lệ, lấy cái nào thì báo em. Đây này chị, đây là Burberry kem, đây là Burberry kem, cái này là sọc nhỏ và cái này là sọc lớn mấy chị ơi, 380 ngàn nha. Mấy chị thấy gọn không, đeo một cái túi đây cực kỳ gọn và cực kỳ dễ thương. Rồi chị nào chốt Burberry sọc nhỏ chốt giùm em, ngay một cái Burberry ngay đây nó đều có vải hàng ngựa nè đó, mấy chị thấy ngựa không, ngựa ngựa chim nè. Burberry sọc nhỏ, rồi đây là Burberry sọc lớn, rồi nhiêu 380 ngàn, 380 ngàn nha. Đây mấy chị ơi, 400 ngàn LV đen, 400 ngàn LV đen. Dạ chút em kiếm với chị Hân Lê nha. Burberry đen 400 ngàn. Chị nào chốt Burberry cá lộn, chị nào chốt LV đen này chốt lên giùm em, 400 ngàn LV đen, 400 ngàn LV đen. Lấy cái gì thì cứ báo giùm em, 400 ngàn LV đen nha. Đó, lâu lâu hàng này nó về thôi mấy chị ơi. Ôi cái này Burberry nâu mới đẹp nè, Burberry nâu 400 ngàn. Thôi để này dùng đi. LV đen, LV đen, còn cái nãy là LV đen, còn cái này là Gucci đen nè mấy chị. Gucci đen 400 ngàn. Đó, chị nào chốt cái gì chốt giùm em. Gucci xám một cái, Gucci xám một cái, hàng này hồi trước không đủ bán đâu mấy má. Hàng này hồi trước không đủ bán đâu nha. Hai cái áo dây đen của Nguyễn Ngọc Mỹ. Nguyễn Ngọc, ai đồ hay vậy ta. Đang lai à, đang lai túi mà bán được áo gớm thiệt chứ tôi gớm thiệt. Nguyễn Ngọc Mỹ hai áo 100 ngàn. Dễ sợ mấy má thiệt. Hai áo dây đen 100 ngàn. 400 nâu đi chế, 400 của Thúy Nguyễn nâu nè. Nâu là cái gì? Nâu là cái gì Thúy Nguyễn? Đây nè, nâu là cái nào đó Thúy Nguyễn? Này hả? LV phải không? Có Well Nam một âm Phương Mai. Có gì chị Well Nam là cái gì chứ? Do cái mạng á chị ơi. Trời ơi bà Thúy Nguyễn bà ác với tôi ghê trời. Thúy Nguyễn ơi bà ác với tôi dễ sợ Thúy Nguyễn à. Thúy Nguyễn ác với em quá nha Thúy Nguyễn nha. Chán Thúy Nguyễn quá nha. Rồi Thúy Nguyễn 400 coi thử là, coi thử cái túi này là của. Chờ một chút mấy chị ơi, em lên túi này xong em mới lên hàng sale lận mấy chị. Này gì Thúy Nguyễn hả? Thúy Nguyễn, coi thử cái lùm Thúy Nguyễn này ở đâu con. Gì vậy? Trời mẹ, con gián mà nó làm như con rắn vậy. Đây nè, Đỗ Thị Thu Phương. Áo dây cô tông 100% nha. Cô tông 100% 50 ngàn một cái nè chứ. Đã không? Cô tông 100%. Em có hai màu, màu 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 đen và màu này. Màu đen và màu màu đồng nha. Màu đen và màu đồng mấy chị ơi. Để em coi còn gì bán nữa không. Rồi có cái túi 500. Áo dây á hả chị? Em vừa nhưng mà không biết chị Hân Lê có mặc ôm được hay không. Chứ em vừa. Thấy tôi không chị Mập thấy. Áo dây vừa nhan Chu Quỳnh nha. Đây nè em còn một cái túi nè mấy chị. 500 ngàn túi này. Chị nào bữa giờ chưa chốt túi này thì hôm nay chốt giùm em 500 ngàn. Dạ áo nam em không lấy về. Áo nam là lâu lâu em mới lấy về lần gì anh Phương Mai. Lâu lâu lần bà cho tôi mượn ít tiền mua đồ đi. Coi hồi, mua hồi chưa kịp mặc. Đây, túi này 500 nha mấy chị. Ô, nghĩ sao quỷ thôi buồn à. Quỷ thôi buồn à. Ôm, ôm không lấy đâu. Ai nói bà lấy. Tôi nói khách kia kìa mẹ. Đây, à, với hai cái áo dây đen với đồng nha chứ. Ok Thúy Nguyễn này sạch ra coi thử Thúy Nguyễn nào con. Thúy Nguyễn Bến Tre. Rồi hai cái này của Thúy Nguyễn Bến Tre 100 ngàn nè. Rồi túi này 500. Chị nào cho chưa chốt cái túi màu màu bò này 500 chốt lên giùm em, túi màu bò 500 nha. Ôi túi này đẹp quá. Túi này mà đi em cưới là cầm kiểu này cũng được. Mấy chị muốn cầm kiểu nào mà dễ quýnh ghen là mấy chị cầm giùm em nha. Ơ à, Thúy ơi bán cái túi cho Thúy mà tiếc quá Thúy ơi. Thiệt luôn á. Đó, tiền Bùi Thanh hai cái nè. Tiếp thiệt, tiền Bùi Thanh hai cái nè. Ở bà thấy tôi giống quỷ không? Hai cái của tiền Bùi Thanh 100 ngàn nè. Vô được rồi. Giá mạng á chị Châu.
Nè, trời ơi bà nào thiệt, mua một cái túi hàng xi này mới 100% 550.000. Em nói thiệt, năm nay làm gì thắng đá, tao nói tôi giống như thầy bói phán vậy. Làm gì thắng đá, mua cái túi này bỏ vô từ 10 ngàn, trời mua cái túi này về. Tao nói năm nay hả, tiền lên như diều gặp gió luôn. À, ai khó khăn, mình vẫn thuận lợi đó. Tao nói dễ thương lắm. À, ôi. Gì? Chú Quỳnh nghe, chú Quỳnh nghe hai cái, một đen một đồng của chú Quỳnh nghe 100.000 nè. Chú Quỳnh nghe inbox cho địa chỉ số điện thoại nha. Đó, Đỗ Thị Thu Phương. Trời ơi bây giờ còn đen không mà mấy chị ơi, hết đồng rồi. Còn đen không mà lấy được không? Nè Diễm Trần lấy cái bóp này nè, Diễm Trần à. Diễm Trần lấy cái bóp nam này nè. Nè anh ơi, Diễm Trần đang treo ở trên cục điện kìa. Còn kèm với cái đồng hồ á. Bỏ lên giùm em nè. Bịt bóng gương nè. Bỏ vô giùm em cái. Vì 550 ngàn giùm em ha. Bây giờ chỉ còn đen nha, mua bóp cho mẹ. Tiền nhiều, mua đồ bà hết rồi, lấy tiền đâu bỏ bóp. À em không thấy comment của chị Thu Hạnh Huỳnh. Xin lỗi Diễm Trần nha. Xin lỗi Diễm Trần. Ôi em không thấy chế ơi, anh ơi, để cái túi đó lại cho Thu Hạnh Huỳnh này, xin lỗi chị nè. Em xin lỗi chị, em kéo lại nè, trời ơi, chết rồi. Chị ơi, xin lỗi chị Thu Hạnh Huỳnh nha. Thu Hạnh Huỳnh 550, xin lỗi bà Diễm Trần. Ngày mai sẽ ngày đợi 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 hàng đợt gì rồi tới đi. Hoa hồng hoàng thế em chốt với chế lúc đầu rồi. Hồng hoàng thế em chốt với chế hai cái áo khoác đi lê giống như em nè. Ha. Trời ơi không thấy chị Thu Hạnh Huỳnh, đừng có la em, tàu em. Túi màu bò 550. À bóp nâu hên quá Diễm Trần ơi, hên quá cục cưng ơi. Chốt cái kia cho chị Thu Hạnh Huỳnh 550 đi. Cái này Rồi đúng rồi, Thu Hạnh Huỳnh 550. Còn cái túi đây nè 500 cho Diễm Trần, bỏ chung với cái đồng hồ 2,5 triệu đi. Trời ơi mấy chị ơi, em làm ăn được tới giờ em cũng nhờ cái bóp của con nhỏ shipper em nó tặng á. Không thấy Thái Huyền màn cửa. À dạ ok, Đỗ Thị Thu Phương còn hai cái của Đỗ Thị Thu Phương nè. Đỗ Thị Thu Phương hai cái 500 ngàn. Hai, ơi hôm nay có được 15, 17, 18 đôi giày gì đó. Đã lấy thêm hai cái áo dây hả chị? Để em coi thử còn không nha. Hết rồi chị Hồng Hồng Thế ơi. Cái này cũng 550 luôn hả? Hết áo dây rồi chị, áo dây này mặc sướng lắm. Cái bò này cũng 550 luôn. Đúng rồi, cái bò 550 luôn. Biết sao không, em có định để em kiếm một cái em hồi nãy chị Diễm Trần có nói là tôi bóp đẹp mà, trời ơi hàng si nhưng mà đẹp lắm chị, hàng si mà mới 100%, ác đạn lắm chứ không phải vừa đâu nè mấy má, coi giùm tôi nè, hàng si mà mới 100% nè mấy chị, đẹp không, cái túi này đựng cực kỳ đẹp nè, gu xì nè, hàng si mới 100%, hàng si Nhật về đó mấy chị, chỉ có 380 ngàn một cái túi này, còn túi phơm đen là 400, nhưng cái hôm nay em có một cái túi này nè 400, đẹp không mấy chị, chỗ đây nhét giấy vô nữa là ok nha, form rất là đẹp ha. Rồi cũng không biết nữa chị, rồi đưa đưa giày vô đây anh Tư, đưa giày vô nè, anh làm mấy bộ bi của sĩ á nha anh, sĩ hóc môn mới chiều nó lên á, rào lên nè mấy chị ơi. Ồ mấy chị ơi, là mấy chị ơi, em cho mấy chị coi nè, em có một cái đôi giày thể thao, cái đôi này nó sẽ là không có cộng dây, nhưng mà em có xin thêm cộng dây cho mấy chế. Nhưng mà cái đôi này ở trong nó có cái miếng lót nè mấy chị thấy không? Không có cần dây. Bốn bộ, hai bộ L, hai bộ XL. Đây nha mấy chị. Cái set bi sắn cổ đó là hết rồi, không còn size đâu. 380 nha Đỗ Thị Thu Phương. 380. Em thích bán cái hàng này còn hơn hàng mới Quảng Châu mấy chị. Em thích bán cái hàng này ghê lắm luôn. Tại vì mấy chị ở ngoài á. Đẹp chị, cái cốt là cái nào? Cái code là cái này hả chị Trang? Nè cái code này có một cái à. Cô Chu Quỳnh Nga cho con địa chỉ số điện thoại nè. Nè lên giày hàng độc nè. Tôi nói mấy chị nghe, chị nào biết dùng hàng si, có khi tôi lựa không kỹ thì nó sẽ bị lỗi thôi. Nhưng mà hàng si này đẹp lắm. Coi giùm em cái đôi này nè mấy chị, 250 ngàn mà nó mềm. 250 ngàn đôi thể thao này. Và bây giờ coi size nha mấy chị nha. Coi size nha mấy chị. 250 đôi này nha. Đừng có để cho tôi vừa là được à.
Làm gì làm đôi này đừng để tôi vừa. Trời ơi đôi này khách đặt rồi chị ơi. Trời ơi đôi này khách đặt rồi mấy chị. Cái đôi đen này khách đặt rồi. Kiểm tra gì? Kiểm tra coi nghiêm. Trời trời đâu ra túi nhiều vậy. Bán đó mẹ. Trời trời mẹ ơi bán cho đâu ra mẹ nội. Mẹ làm như ở bên chỗ công cộng hốt vô. Đây đúng không chị Trang? Dễ thương không? Này hơi bị đẹp nha cục cưng. Không có một vết tì luôn. Bà Trang ơi. Không có một vết tì luôn bà Trang ơi. Bà Trang ơi là bà Trang ơi. Này. Đó. Đó. Có khách đặt rồi mẹ. Khách đặt máu máu inbox đặt này. Máu inbox đặt nha. Thứ quỷ à. Em lấy cái gì? Đâu có. Lấy hai cái áo dây đổ thì Thu Phương màu đen. Lấy gì đâu. Trời ơi. Mà Tăng thì anh chưa có đâu giày nào hết đó chị. Em có một cái đôi size 37. Nhưng mà mấy chị ơi, cái da này nó mềm ghê lắm lận. Cho nên bà nào chưa có đổ này là có để tôi để cho đổ thì Thu Phương rồi đây nè. Cái gì? Chú Quỳnh nghe một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại xã nha chị. Em giỡn là em giỡn chứ em bán hàng đàng hoàng lắm nha chị. Em có đi năn nỉ đâu, con sợ tên ra chưa? Nè lấy cái code cho chị Huyền Trang nè anh Tư ơi. Huyền Trang 308. Chú Quỳnh nghe Vĩnh Phúc kìa con. Huyền Trang 308. Ờ khách nào mà nhanh tay ghê. Nè mấy chị size 37 này nhưng mà mềm lắm. Cái da mềm đã lắm. Size 37 đôi này đồng giá 201 nha. Size 37 đôi màu kem đồng giá 201 một đôi. Chế nào chưa có giày thì ngày hôm nay đó trong cái cuộc livestream này thì làm ơn đặt giùm em với nha mấy chị nha. Đặt giùm em với mấy chị. Rồi tiếp tục. Mấy bà sao gì mà pha tôi ghê mấy bà. Đẹp không mấy chị? Ô thiệt em lựa đôi nào nó ra đâu đó luôn á. Đôi này là size L, đôi xăng đan này size L. Cái 400 size nhiêu vậy chị, là cái nào chị? Tôi không có biết size đâu bọn anh ơi. Tôi ngu lắm, tôi giống như là tôi sờ vô cái đá đẹp mà cái kiểu đó sang thì tôi hốt. Còn mấy má muốn hỏi size là chỉ có hỏi dòng vú tôi mới biết size đâu. Hàng si là hàng si đa đó mẹ. Là cái hàng second hand, là cái hàng tụi Nhật nó gửi về đó. Chị hiểu không? Đôi xăng đan. Cô Huyền Trang cho con địa chỉ. Không, ý yên vô đi. Đôi này size 39 nè mấy chị. Em gửi địa chỉ đôi này size 38, 39. Đẹp không mấy chị? 201 ngàn đôi xăng đan 38, 39 size L. Chị nào chốt đôi xăng đan này làm ơn chốt giùm em. Cái đôi này nó mới 100% lận mấy chị. Đôi này nó mới 100% lận. Anh Bảy ngủ rồi chị à. Nói nghe nè. Thương chồng lắm. Đi lượm cái đồng hồ Thụy Sĩ về. Mừng ghê em, đừng cho chồng mà về chồng ngủ. Đăng lên, khách hốt bán luôn. Tôi biết, chạy đang ngủ rồi. Đừng có la. La nhỏ thôi, quỷ dậy coi livestream lại quỷ chửi. Ha. Túi này à, để bóp cầm tay vô vừa bà nội. Ai, hôm nay tôi có mấy đôi búp bê nè mấy chị à. Hôm nay tôi có mấy đôi búp bê xuất sắc lắm nhưng mà size lớn nha. Xuất sắc luôn. Đấy. Hôm nay có mấy đôi búp bê xuất sắc lắm mấy chị. Đây để em thử cho đôi này chắc phải 40. Vợ chồng chắc có bên lâu. Dạ đôi này bà nào 40 mới lấy nha. 39, 39 rưỡi rộng tuột vú. Nhưng mà mấy chị ơi, cầm 201 ra ngoài kia mua không bao giờ được một cái đôi mà mới 100% mà da mềm như như hàng si Nhật này đâu nha mấy chị nha. Búp bê 40. Búp bê này là xinh đẹp. Dạ cũng bền lâu chứ chị. Mình phải lấy cái ấy rồi mình ấy vô. Ta nói mình phải lấy những cái gì mà coi như người ta gọi là ghiền á. Đắp vô nó, đâu có cần phải vật chất. Bà sẽ lúc nào cũng vật chất hết bà thâu buồn à. Thương chồng ghê hả? Canh anh Bảy nhắn. Mà nhắn vô nít đổ Hồng Phước là quỷ nó đậu á. Trời ơi, cái túi để bên hông kìa bà ơi. Cái túi để bên hông khách lấy nãy giờ rồi. Cái túi có đó khách lấy rồi. Đó. Cái gì cũng khách lấy, khách lấy. Ủa cái túi cốt này là Huyền Trang lấy đâu mà con khùng.
tao tán một cái mày xéo háng giờ nè, đây nè, Huyền Trang 380, Huyền Trang lấy rồi đây, đôi này là 40 nè. Trời ơi, nó chửi tôi không coi như con đẻ vậy mấy bà, cũng gì mấy bà không á, tụi mẹ giấu có đôi giày mà chửi nãy giờ bán cái đồng hồ không, giấu có đôi giày mà chửi nãy giờ tàn mạc dễ sợ thiệt. Ý là chị đó nhắn là chú Huỳnh nghe phải inbox á, cho trên này là sẽ bị rò rỉ thông tin và sẽ bị là gì á. Rồi lên tiếp nha, lên từ từ đi mấy chị, ở bữa nay cuối tuần đừng nôn nóng chạy rất chạy sức hụt xòn hụt le luôn á mấy bạn. Ô bà nào hôm nay mà hốt cái đôi này để đi làm chết luôn. 40 mấy má đâu hết rồi, 40 của tôi đâu hết rồi, 40 ô coi da nè mấy má, ô thiệt 40 201 gót đây mà đi quýnh ghen đồ má nó. Tao nói quýnh ghen mà cái mỏ nó như cái chuông luôn nha, 40 cái mỏ như cái chuông, 40. Dạ yên đây nè mấy chị ơi, đôi này nếu mà 40 á nha, đôi này mà đúng chính xác của nó là 39, 39 rưỡi tới 40 là hơi bị đẹp, là da xịn là da thiệt nha mấy má, chứ không phải là hàng chìm tàu dớt vào bán rẻ nha. Đôi này comment giùm em, đôi da 7 phân, đôi này mà đi làm là hết sảy con bà 7. Thật sự luôn, đôi này mà đi làm là hết sảy con bà 7. Nha bà 7 ơi, bà 7 ơi. Chưa bán được gì mà bà 7 ơi, mất mẹ một đôi giày rồi bà 7 ơi. Bà 7 ơi, bà 7 đâu rồi? Rồi, tiếp tục mấy chị ơi. Mấy chị không mua ha. 380 là cái kia. Ủa vậy hả chị Hồng Hoàng Thế lấy đôi dép 37 nè. Trời ơi bên này không đọc được luôn Ngọc Nguyễn. Ủa 380 là cái chị đeo, cái 400k là cái quay sát không, 400k là cái màu đen, còn 380 là cái màu này. Nó có màu nó phân ra hết trơn á. Rồi còn cái cốt mà bự bự á, 201 đồng giá hàng si, 201. Rồi lên tiếp tục nè. Hồng trần trên đôi cánh tay, qua đời em trong phút giây. Chị lấy đôi 40 thấp, dạ 40 búp bê. Trời ơi, cái 40 búp bê này nó đã lắm chị Hồng Hạnh Lê, 201 của Hồng Hạnh Lê. Túi đeo là 400 chị Anh Tuyết Hồ, túi đeo là 400 nha chị. Hàng mấy chị mà cầm cái hàng em lên là tra rồi, bự chà bá lửa luôn. Giờ tới giờ mập về cái gì nó không bự chà bá lửa. Đôi này bán cho mấy chị 201 là đôi thể thao, là làm ơn hốt đôi này đi mấy má. Làm ơn làm phước hốt đôi này giùm tôi một cái. Trời ơi nó đẹp lắm mấy má ơi. Size này là size 39-40 luôn nè. Size này là size 39-40 nè. Size nhiêu anh Nguyễn? Dạ chị Hồng Hạnh Lê inbox cho em địa chỉ kèm số này. Đôi này là chị nè 39-40 hốt nè. Giá trời tôi đừng có vừa nha. Dạ đôi này chị nè 39 hốt đôi này. À bình thường chị mang giày ở ngoài kia là bao nhiêu thì bây giờ chị mang giày em bấy nhiêu. Đôi này 39 thể thao 39. Thể thao trội đẹp không mấy chị? Đôi này là dùng từ là hơi bị sướng luôn nè. Em nói chị nè mềm nè chị thấy không? Đôi này mang cực kỳ chất. Nguyễn Ngọc Mỹ inbox địa chỉ số điện thoại 201 của Nguyễn Ngọc Mỹ. Nguyễn Ngọc Mỹ hôm nay có nhiều đôi đẹp lắm. Lấy em đôi tư đó đi 39 là gì chị? Chưa hiểu. Bán xong nãy giờ nửa tiếng vẫn chưa hiểu. Tiếp tục nè. Hôm nay em nói mấy chị nha, bỏ 201 ra mua một đôi giày ở đồ mã nó hơi bị xuất sắc. Nè có tiền nè, có tiền kiếm cũng không được những cái đôi này đâu nha mấy chị. Chỉ có gặp ai gặp ý yên mới có thôi. Rồi tiếp tục. Đôi này size nhiêu để thử chân cái mấy má. Hàng này nó không có size đâu. Hàng này có đôi nó in sai, có đôi nó không in sai. Đôi này là 39. Comment giùm em 39 kem. Có giày dây không vậy nè, có đôi sandal nè. 39 kem đôi này nha, mới toang luôn. Nè có đôi sandal nè. Nè có đôi sandal đẹp không? Đôi sandal này không phải ngồi cầm ngồi xả dây vô đâu nha. Đôi sandal 201. Sandal 201 quý vị ơi. Không, không cần đâu anh ơi. Không cần đâu, tôi tự đo sai được. Đôi này 39 nè. Đôi này 39. Chị nào chốt đôi này 39, chốt lên giùm em đôi này 39. Cái này là nằm xuống được nè. À,
Đôi này 39 tại vì bỏ trong cái bịch cái nó cấn ra cái giờ nó lòi. 39 đôi màu kem. Đôi màu kem 39. Đôi này mà chỉ cần mang một cái quần rinh lửng, một cái sọt rinh vô, em nói thiệt với chị nha. Trai nó chết mà rật rật luôn chứ đừng có nói mà chết bình thường. Nó mới nói mình nữa. Nâng 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 nâng. Chị Hồng Hạnh Lê ơi, cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại nha chị Hồng Hạnh Lê ơi. Cho em xin giùm em với. Rồi tiếp tục đây. Đây là một cái đôi bò da rất là đẹp. Bà nào mà hôm nay mày vừa cái đôi bò này là bà chị đó là hơi bị may mắn luôn. Dạ chị, cho bình thường chân chị size bao nhiêu chị chốt cái độ đôi nào làm ơn rồi ô cái đôi bò này mà bà nào chốt vô là trúng mánh luôn á. Em nói thiệt luôn. Trời ơi cái đôi bò này da nó đẹp mà nó mềm tàn canh giá lạnh. Chết rồi. Trời ơi bò 40 mấy chị ơi. Bò này 40. Không, bò này 39 rưỡi. Trời ơi coi đôi bò nè. Mấy chị thích không? Trời ơi coi nó mềm nè mấy chị. Má nó thiệt chứ. Đôi bò 39 rưỡi 40 cũng vừa. Trời ơi coi đôi bò nè. Bà nào mà chốt đôi bò này bà đã sướng luôn á. Thiệt chứ. Thôi để cho anh Ý Yên mang luôn đi mấy chị. Đôi đó chị khách tình yêu vừa ghẹo nữa má nội. Hồng Hạnh Lê ơi, một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại chị em xả bill nha. Tao đang khổ cho mày đừng có ghẹo nha. Có 38 nhiều lắm Phạm Anh Na. 38 nhiều lắm. Rồi lên tiếp nè. Nè. Mấy bà hồi xưa giờ mang rọ trắng chưa? Tôi có một đôi rọ trắng mà tôi mặc cái gì cũng đẹp. Nè, mày quất cái đôi rọ trắng giùm tao cái đây nha. Đây nè, ở trên đây là đính đá hết nè. Bé Lồng ơi vô thử đôi rọ trắng 37 hay 38 giùm gì nè. Em nói thiệt với mấy chị nha. Đôi kem 39, không phải 40, 39. Trời ơi, em là em cực kỳ thích những cái đôi rọ trắng này. Em thích lắm luôn á mấy chị. Nè, mấy chị mặc quần rin, quần tây, mặc đầm, mặc váy, mặc quần slip, mặc đồ đi tắm biển, mặc cái gì mang rọ trắng cũng đẹp. 38. 37. Rọ trắng 37. Rọ trắng 37 mấy chị ơi. Trời mẹ Ren ơi, chân gì mà có bé xíu vậy mẹ. Hồi chưa có một cái đôi đế xù nó đẹp ghê lắm, size 35 tôi không lấy về. À tôi lấy về tôi biết bán cho ai giờ. Trời ơi mấy bà ơi, 37 đôi rọ trắng mới 99%. Làm ơn hút giùm tôi cái đôi rọ trắng này nè. Chết đi, 37 mấy chị ơi, 37. 37 mà nó 201.000 chị ơi. Coi con coi cái cô Hành Hồng Hạnh Lê kìa con ơi. Có địa chỉ số điện thoại chưa? Mấy bà kỳ lắm, tôi nói mấy bà kỳ lắm. Tôi không muốn cố ý lấy cái đôi bò này nữa đâu. Mà mấy bà cứ làm vậy không á. Rồi tôi lại đem lên lầu tôi cất tiếp mấy bà kỳ cục ghê. Ngày hôm nay chưa bán được. Đâu có con gì để bên đây chứ đâu có lấy cất đâu. Gì để bên này nè. Để bên hông này nè, đâu có lấy cất. Rồi lên tiếp nha. Hồng Hạnh Lê. Đây, ai hỏi sân đan. Ai hỏi sân đan 5 phân, có sân đan 5 phân, đẹp không? Quý mẹ ơi, sân đan 5 phân nghe hình như size 38. Vậy lấy rọ 37 của chị ơi, Minh Châu. Nè, đôi rọ của chị Minh Châu nè, trời ơi. Đôi rọ này chị mặc quần rinh nó đẹp lắm. Rồi, cái đôi sân đan em đưa lên là 38 với 39. Cái đôi sân đan này 38 cũng vừa mà 39 cũng vừa mà mới trăm, không, mới 99% nè. Mà mấy chị coi nó độ chắc chắn của nó nè. Mấy chị coi giùm em cái độ chắc chắn của đôi giày nè. Hơi bị xinh nha. Rồi xăng đan 5 phân. Đôi rọ hôm bữa chị mua đúng đẹp. Em nói rồi, chị cầm 201.000 chị đi mua một đôi rọ không bao giờ mà mềm mà mịn mà sang giống như nhà ở Yên bán. Tôi nói thiệt với mấy má đó, không phải tôi nói giỡn đâu. Bán nó có cái sức á. À, em coi đôi rọ này, đôi rọ chị Châu lấy rồi chế ơi. Đôi rọ chị Châu lấy rồi. Tại em là đôi rọ là em phải lựa cái mẫu là nó đẹp đẹp mà da buộc lòng phải mềm. Da không mềm là em không lấy. Đó. Đâu có lấy nữa đâu chị, em cất bên này nè, chị đừng có nói vậy nha. Rồi đây nè, em có một cái đôi thể thao kim tuyến. Em có một đôi thể thao kim tuyến 201. Và đôi này size nhiêu? 39. 39 đôi thể thao kim tuyến này mặc cái quần rin hơi bị xúc xích đó mấy chị. Đó.
Cái gì chị? Bò 40 em có không chị? Em đâu thấy chị đặt đâu, chị đặt thì em để cho chị. Em không thấy chị đặt thì có đặt thì chị báo lên nha, chị tin Trung. Minh Châu lấy rọ 37 chốt rồi Lê Thảo ơi. Em chốt nãy giờ rồi. Hàng về rồi bơm hàng rồi xả bớt rồi chị Thắng à. Minh Châu ghi là của Ý Yên hay con? Nè, chị nào mà 40 hôm nay có một cái đôi giày cực kỳ xinh. Mấy chị coi giùm em là da mềm nha, da không có cứng nha, đẹp không? Mà cái quan trọng đây nó mới 99,99%. Mấy chị ơi, toàn luôn á, đẹp quá trời. Size 40. Đôi này là hơi bị chất luôn, 40. Em nói chị là đôi này chất như nước cất luôn nha mấy chị. 40 đôi này. Trời ơi. Đôi rọ 40 chị, dạ chưa có. Đấy nè mấy chị, 40 đôi này nha. 40 đôi 5 phân. Comment giùm em 40 đôi hoa trước trước mũi ha. Hôm nay ít lắm, tôi lựa có nghĩa là tôi trong một cái núi đổ Hồng Phước vô. Trong một cái bao tải về, trong một cái thùng hàng bự về tôi chỉ chọn được bao nhiêu đây thôi ha. Còn cái chị tin Trung gì đó. Rồi, đây là cũng một đôi 40 nè mấy chị. Đây cũng một đôi 40 nhưng mà đôi này cũng một đôi 40 nhưng mà đôi này không có nơ ở trước, comment giùm em đôi này không có nơ nha, 40 không có nơ, số lượng có hạn mà lù đèn rút chốt. Đây 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 đây, chị nào mà thích zip da là đây nè, zip da rất là thiệt và rất là mịn nha, có một đôi thôi, size 38 39, tôi mang nó bị dư mũi một chút nè, nhưng mà nó là da mềm và da thiệt nha. 201 đôi này size 38 38 rưỡi 39. Chị nào chốt cái đôi dép này làm ơn chốt lẹ đi. Da rất là mềm nha mấy chị. Da cực kỳ mềm và đẹp ha. Lẹ đi mấy chị ơi. Anh bảy vô lại kìa chị. Đuổi ra đi em. Đuổi ra đi. Đừng ai nói gì hết trơn nha. Để cho bảy ngủ đừng ai nói gì hết trơn á. Gì con? Con hả? Đây. Em có một đôi đế xuồng size 39 nè. Ôi trời ơi mẹ ơi, cái đôi này nó da từ đầu tới cuối mà nó da mềm nè, đẹp không? Đôi này mới 100% luôn mấy chị, đôi này là mới cấu cạnh luôn. Trời ơi trời, mẹ ơi cái đôi cuối cùng mà nó đẹp dữ rồi trời. Đầu em thử cái đôi đen, trời ơi cái đôi đen này nó đẹp. Anh nán nồi. Hai cái người chơi chơi chơi. Ôi nán nồi. Hai Trời ơi mấy chị có cái đôi nè. Ôi. Đẹp quá trời luôn. Trời ơi. Trời ơi mấy chị ơi, size này là size này mấy chị ơi 38. Trời ơi cái đôi này đẹp quá. Hồng Hạnh Lê có cho con địa chỉ số điện thoại. Rồi xả bill Hồng Hạnh Lê đi con. Trời ơi chị nào mà đôi 38, 39 lấy đôi này chết luôn. Chết mấy chị ơi. Trời ơi 38, 39 nè Ngọc Ngọc Nguyễn, 38 mang dừa nè Ngọc Nguyễn ơi. Nè, nói chung là ren nè. À, da nó rất là đã. Cái đôi giày 201 nhưng mà thực sự là cái thằng hàng xi này nó mới từ 99 tới 100% lận. Đã lắm. Đã cực kỳ và đã đẹp luôn. Đây nha. Rồi ôi đôi này 38. Anh Nguyễn Kiên Giang. Nguyễn Kiên Giang. À, mà thôi buồn mà mét ông cái bảy à. Yêu mua hàng cho anh bảy mà cho trai đâu kìa. Mà lấy cho trai đâu. Tối mà giết mẹ tao. Em thích cái tối chết mẹ đó, chứ chiều chết mẹ là biết rồi. 40 năm phân da mềm chị Ngô Lệ. Em lựa cái đôi này cho chị nè. Chị lấy cái đôi mà có nơ á. Chị Ngô Lệ lấy cái đôi có nơ này cho em nè. Trời ơi da mềm lắm chị ơi. Chị nghe Ý Yên đi, cái đời nào mà Ý Yên nói để bán cho được đâu. Chưa bao giờ nghe. 201. Anh Nguyễn Thiên Giang có bao nhiêu vậy? 201 không? Nè chốt cho Ngô Lệ nè con. Ủa cái đôi đen đá là cái đôi nào? À cái đôi đen đá là đôi thể thao phải không cục cưng? Đây phải không chị Thanh Hà? Đôi đen đá là đôi thể thao đúng không? Rồi đây nè, đây là của chị Thanh Hà 201 nè. Kéo Ngô Lệ lại con.
Rồi Thanh Hà 201 nè bé. Chị một đôi giống đó size nhỏ lấy nha. Ơi nói nghe nè, ví dụ như bà muốn lấy á, là bà nói tôi đi lựa đồ giày cho bà. Chứ bà đừng có dặn á, là lấy giống đôi đó, tại vì sao? Hàng này mỗi đôi có một mẫu thôi. Bà đi kiếm đôi thứ hai không có. Tối nay leo lên cây cho chết mẹ luôn hen bậy. Bà đừng có nhiều chuyện nha. Bà đừng có mà đầu cơ tích trữ nha. Còn Thanh Lê có địa chỉ không? Coi thử Hồng Thanh Lê có địa chỉ không? Còn không có xẻ ra để bán đi. Chứ hàng này không có bán đâu. Hàng này mỗi đôi nó còn có một đôi thôi. Mấy chị muốn nữa cũng không có có. Còn cái chị tính trung vừa kêu lấy đôi bò có lấy không vậy? Rồi. Có thấy không? Hồng trần trên đôi. Nè em có một cái đôi 38 nè mấy chị. Trời ơi, chị nào mà hút cái đôi thể thao 38 này làm ơn hút giùm tôi một cái mấy chị. Cái đôi này mấy chị mang đi, nhất là đi thể dục nha. Thứ hai là đôi có nơ đó hàng hiệu mà size lớn quá. Sao chị biết hay vậy? Nó là thằng hàng hiệu của châu Âu á chị. Em nói nè, chị Thu Hạnh Huỳnh nói một câu đó đúng. Em là cái con người rất là dốt về hàng hiệu, nhưng mà cái thằng ở trên đó nó nói em vậy á. Nhưng mà em không có dám nói, tại vì mình nghĩ bán 201 mà kêu hàng hiệu người ta sẽ không có tin nha anh chị. Nhưng mà mình nói chung chung vậy á. Có xuồng size 37. Đôi này 38 thể thao nè. Chị Thu Hạnh Huỳnh nói đôi này 38 thể thao nè. 201. Em nói thiệt với mấy chị, em thích giày rọ lắm. Em cực kỳ thích giày rọ luôn. Để chiều chiều cầm cái camera ra kia, lấy những cái đôi mà em mang một hai lần em tặng mẹ hết mấy chị ra rồi. Tối nay bảy cho bẻ tuột cây dừa đó, bảy đừng cho lên giường à. Mấy hàng này xài sướng lắm. Trời ơi vải đẹp đó, nói chung là bán tự tin lắm mấy chị. Bán hàng si chứ mà tự tin lắm. Em chỉ có đúng bán hàng si dày. Nhưng mà thực sự hàng si bên em nó mới 99,9%. Tới 100% nha. Chứ không phải hàng si gì. Hàng si mà củ rơ củ rít là em không có chơi. Ha. Vứt cái vỏ đi má, đéo thấy mệt nha mọi. Đéo thấy mệt đâu. Ha. Nè, rồi. Ôi mấy cái này là có cái. Ôi trời ơi đây nè. Dạ mai 21 đây nè. Em còn một đôi rọ của xã của ba chị gì Hồng Hạnh Lê. Xã đây nè. Nha. Đây nè. Hồng Hạnh Lê size 40 búp bê dẻo mềm. Chị nào chưa chốt búp bê dẻo lấy cái bịch khác đi con ơi. Nghe quá trời bịch mày quất ra tao quất ra cái bịch là nó lủng lên nó lủng xuống. Mà mày quất được hay á. Dạ mai đi chị, mai 21 đi. Em rảnh em phi ngựa đó em kiếm chị một cái. Ấy là đồng hồ nam nhưng mà tay da đúng không chị? Ok chị. Đồng hồ nam mà tay da. Nè. Nè chị Ngô Lệ. Nè kính thưa quan viên hai họ dòng họ hai bên. Hôm nay tôi có một cái túi tôi bán mấy chị 2,6 triệu. Tôi có một cái túi hàng loại 1 tôi bán cho mấy chị 2,6 triệu. Nếu mà túi đi Ngọc Trinh mua thì tôi bán nó 1,4 tỷ. Nếu Ngọc Trinh mà vô shop tôi mà mua cái túi này tôi bán 1,4 tỷ. Thôi đi rồi, mất công giặt lại. Tôi giặt lại thì cũng được, nhưng mà tôi làm biến giặt lắm. Còn đôi nữa nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy bà nội? Dán. Đây mấy chị, 2,6 triệu. Có một cái à, kiếm cái nữa cũng không có nha. 2,6 triệu mấy chị. Không trơn chín đó. Ý em nói là cái này mà mua về bán không được thì em để em dùng cũng được. Cho anh đừng có sợ ế. Coi bên đây nè. Chưa bán được con khùng. Đó cái thằng cha mày á. Anh Tư ship hết trên kia cho em anh Tư. Con quỷ này thiệt á chứ. Thôi để từ từ cuối giờ bán xong mà. Đâu biết đâu trên đường đời tấp nập có một hai khách vô mua đồ em sao. Bây giờ con dọn đồ trên đây nè, con đưa áo thái xuống cho dì xeo nha. Xeo bớt đi con, kiếm tiền chiều đi chợ chứ dạo này ế lắm. Kiếm tiền chiều đi chợ mà lấy hết mấy chục cái rồi. Trời. Mấy chị ơi, 2,6 triệu. Chưa lột, phải lột cái đó ra. Alo. Đi mai chị. Riso khách từ chối nhận hả? Chị lưu ở bưu điện giùm em để em nhắn tin cho chị coi. Ủa chứ sao? Hôm qua có gọi xong bạn nói đâu có từ chối đâu.
Ủa hôm nay có ai vậy? Đi thứ tư mày bệnh mày. Dạ rồi để lưu đó một tuần đi, để em bán. Ok. Ý yên, ý yên. Tháng này có ai à? Chắc của bác tư luôn. Anh ơi vô cái riso rồi. Anh kiểm tra dùm từ đầu tới cuối cái bill cái không anh? Có trúng số điện thoại không? Đúng mà hôm qua nói nhớ hôm lúc thì còn cãi nữa hết chưa. Không mà bậy. Qua kêu nhắn số địa chỉ cho số điện thoại cho bà của bưu điện hết đó. 195 0379 0379 404 195. Thấy không mấy chị, thấy con người ghê gớm không? Khách ghê gớm lắm. Nó bơm hàng nó không, nó từ chối nhận hàng mà mình nói nó. Hôm qua anh Phước nghe mình nói nó vẫn nói không ai gọi nó. Bây giờ bưu điện gọi tiếp bill thứ hai đó. Mấy con này nó ghê lắm. Nó báo em là hàng loại 1 quá chị. Nhưng mà đẹp chị, tại vì em nói là tại vì em thích quá. Cái dây này nó mềm. Đó. Thôi. Tự nhiên lấy bà cái bóp của anh á, cái hỏi là anh vậy? Alo. Tôi có bóp nằm được để cho em có xe. Chị Riso sao từ chối nhận hàng bên Ý Yên vậy? Nó mới gọi chặt thì nữa chị. Nó chưa. Ngày hôm qua là nó gọi cho chồng em không tin. Bây giờ nó mới gọi cho máy của em luôn, là nó báo bên chị Riso là một bill là 400 mấy. Nói chung là hai bill chứ không phải một bill đâu. Rồi bây giờ để em kêu nè chị Riso, bây giờ cầm máy nha. Bây giờ chị Riso cầm máy, em kêu nó gọi điện cho chị và thu âm lại để gửi cho chị nghe nè. Chị chờ em chút, cầm máy giùm em. Thu âm đi. Nó báo em là cái hàng gì mà loại 1 quá chị Huyền Trang. Chị gọi chịu khó gọi làm gì lại giùm cho Riso giùm em. Nó báo là bên bưu điện không có gọi hàng, nó đang chờ hàng. Cái em mới nói chung là chị gọi lại giùm em bill Riso với nha chị. Chị mới gọi em á. Ý em. Không, tại vì đâu có nặng, nói nặng là ngày hôm qua shipper gọi cho chồng em thì chồng em nói sao chị không ra nhận, chị không chịu nhận hàng mà chị từ chối. Đó là à, có nói gì không? Bây giờ ý là em muốn xác nhận là chị gọi cho chị một lần nữa, chị nói không nhận thì chị gửi gì hay hòn hai cục cho em. Còn tại vì khách báo là bên chị không gọi điện cho khách, khách đang chờ bill. Em gọi giùm chị miếng nha, gọi giùm chị lại lần nữa. Ok. Không biết chị, tại vì sáng nay á, trong một cái thùng hàng về nó được hai cái, một cái là nói chung là gần 5 triệu chị. Nhưng mà không có hộp, không có đồ đâu chị Trang. Cho nên em nói là mua về á, chị nào mua thì mua, còn không mua để em dùng. Tại vì biết sao, cái da nó mềm lắm. Cái da nó mềm mà mình thích luôn á chị, đây nè. Mà nó quá đẹp. Nó đẹp cho nên em mới hút cái giá này. Chứ không bình thường làm gì em hút giá này chị. Dễ gì em dùng hàng tới mắc vậy. Em dùng hàng vài chục ngàn quen rồi. Em dùng hàng là vài chục ngàn quen rồi. Nha. Đó. Mày nói đi. Để xong rồi giải quyết bill Riso xong. Đấy cho nên nè mấy chị coi giùm em cái nha. Đấy, nói chung là cái này sướng lắm. Sướng lắm. Còn kêu mà hàng gì là tôi nói thiệt tình là tôi cũng hỏi nó rồi, nó cũng giải thích cho tôi. Nhưng mà ta nói thiệt á, cái con người mà nhà quê mà còn là chân lắm tay phèn như em là coi như lỗ tay trái lọt lỗ tay phải đi theo trai. Đi theo trai thiệt mấy mẹ. Chưa được đâu. Mày đừng có dí tao. Ba cái túi anh đeo vậy đó.
Ông vô ông bằng ông mò ông lục hỏi lại kiếm gì cho ông coi coi nào. Sai chế nhiêu ông chế cũng biết nữa nè. Nè một gang tay nè. Một gang và một gang rưỡi đó. Nhưng mà da mềm lắm, xong anh 2 triệu 6. 2 triệu 6 kiếm ba tô phở. Em nói rồi, em nói trong bụng là hôm nay em bán cái túi này không được là em sẽ từ thưởng cho em trong cái mùa dịch corona, tại vì sao nó đẹp lắm. Mấy chị thấy qua ống kính vậy nè, mà mấy chị ở ngoài mấy chị còn ghiền nữa, tại vì mấy chị rờ được cái chất của nó rất là đẹp. Em mở ở trong mà wow, khám phá khám phá. Tèo 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 cờ hé hàm răng. Dạ em mới kiểm tra số em từ gọi luôn á chị. Không chị, nói chung là hàng bưu điện mình ở tỉnh mình không có tiết chế được đó. Đây nè, bảy không có hút dây được cho em đâu, bảy sao dám qua chị mấy vụ ra được. Gái em có kêu tới tám ông bảy cũng ai dám chốt đâu. Nhưng mà rất là đẹp mấy chị, nó đẹp từ cái da trong luôn á, đại khái đái khai là đẹp xuất sắc. Không đẹp, rất là đẹp, mọi thứ đều đẹp. Dạ hàng này á, hàng này có nhiều con đỉ mà nó trời ơi tôi dùng hàng hiệu nó trời ơi 80 triệu nè, xin lỗi 80 triệu đéo có cái lồn để mua đâu nha. Hàng này mà tao nói nếu mà Ngọc Trinh vô shop em bán 1.7 tỷ, em bán vậy không mấy chị, bán mất dày vậy đó. Chứ đủ má nhiều con, đủ má nhất là những cái con mà làm to làm lớn á, đủ má cầm cái túi xách 1.2 triệu 1.3 triệu lên ơi hàng hiệu em tặng chị 30-40 triệu, tặng cái lồn, lấy cái lồn giá cái mỏ lại bớt nhão giùm cái đi. Hàng mua nhiêu bán nhiêu, kiếm 1, 2, 5, 7 tô phở bán trâu vậy á. Còn không là đừng có bán. Còn cuộc đời tôi chưa có biết dùng hàng hiệu là cái gì hết á. Cho nên tôi mua mắc tôi bán mắc, tôi mua rẻ tôi bán rẻ. Tôi lỡ tôi mua bị hớ hên thì tôi cũng bán hàng hớ hên nha. Đó, vậy đi. Rồi bây giờ lên hàng sale nè, lên hàng thái nè. Chứ đừng có mà thấy tôi ngu ngu cùi bắp và đủ má nổi với tôi là không có được. Bớt giỡn đi. Đủ má nghèo nghèo khổ khổ chứ mà chảnh chảnh mà ngu ngu à. Có lấy chứ không phải tôi thấy tôi nghèo nghèo khổ khổ đồ má vô dĩa tôi như Ronaldo là không có chuyện đó đối với tôi nha mấy má. Nghèo nghèo khổ khổ chứ cũng ăn của cô nậu mấy ông mấy bà để lại. Dụ mày dễ dụ tao không đủ má tiền, nếu mà tao có chồng sớm tao đẻ ra con bằng mày rồi đó anh nè ha. Rồi bây giờ lên áo thái nha. Tôi nói cho mấy chị nghe 180 ngàn. Và ngày hôm nay tôi sale cho mấy chị 80 ngàn hết. Tôi chấp nhận lỗ nha. Chưa đâu chị Hà ơi, tôi chấp nhận lỗ. Để tôi đi cái thùng hàng thái này cho khỏi chặt nhà tôi, ok chưa? Ok. Bé bé. Bé ơi, nó đâu anh Tư? Trời ơi, liếng ở đó nó ăn chai gì kem trà đá. Nhớ cắm cái ông hút cho nó lịch sự vô một cái uống, ta nói bưng nguyên cái hàm uống. Đây nè mấy chị ơi, hàng thái áo sơ mi. Áo sơ mi này chị nào dưới 85 kg vẫn vừa, 65 tới 85 kg vừa. Bán cho mấy chị 80 Mickey nè. Mickey nè nha, áo hàng thái đẹp lắm. Comment giùm em vịt Donald nè. Áo sơ mi này mặc với quần short ring rất là đẹp ha. Tiếp tục nè mấy chị ơi, giờ bóc gì bán cái đó. Nhưng mà bill chị nào dưới một cái là tôi xả hết nha. Đó 2.6 triệu chị. Chị không thấy 2.6 triệu nha xong anh. Áo 80 ngàn của Ngọc Giang, chốt hai cái đi Ngọc Giang ơi. 2.6 triệu. Ngọc Giang hai cái 160 ngàn. Trời ơi hai cái 160 không bằng mua. Cái hàng này là dưới 85 kg nha chị Vương Phụng Liệu. Coi chừng là nó bị chật vú là bên em không có cho đổi trẻ hàng này đâu nha. Rồi hai cái đi mấy chị ơi, 2.6 triệu nha xong anh. 2.6 triệu. Ai? Bill đất của ai hả? Yeah. Ai đâu vô phụ anh Tương cái vậy? Chị Vương Phụng ơi, lấy thì lấy hai cái nhưng mà làm ơn coi giùm em cho bị chật là không trẻ nha. Chốt cho em ba cái ba màu nè gái. Ba cái ba ngầu của Trần Ngọc Thúy Vi, 240 ngàn của Trần Ngọc Thúy Vi. Bé Lùng với anh Phước đâu ạ? Con đi làm giờ lái cái gì nè. Còn ba đâu ạ? Chốt cái túi 2.6 triệu cho xong anh nè. Chị tin mẹ em bán em tiếc không? Đó là nói sự thật, không phải là bán đâu, mình nói cái kiểu chảnh chó. Không có, nói thiệt. Đích đáng đồng tiền luôn. Nói chung là... Anh Bảy hả? Áo ghi lê này chị em còn nhiều lắm. Trời ơi, vô phụ giùm cái này Bảy.
người ta kiếm một nùi áo xeo đâu không biết chốt sao luôn á. Kêu từ cái lạnh gì nha, kêu nãy giờ quá giờ kêu luôn, ngồi ngoài không nghe. Chốt với chị Vương Phụng một cái 80 ngàn, chốt cái đó cho chị Song Anh 2,6 triệu đi. Cái đó là anh Tư phải quấn bịch xốp lại nha, rồi để em mua cái thùng lớn bỏ vô. Nào cái này Vương Phụng đúng không? Vương Phụng một cái 80 ngàn. Lấy đại à chị à, con ơi lấy áo sơ mi ra hết cho bé. Con quăng hết áo sơ mi ra hết đi. Con nghe chốt ngày hôm nay luôn đi. Vả dao tay một vịt Donald và một trắng nè. Vả dao tay hai cái 160 ngàn này, dạ chốt rồi chị Hiền Trang ơi. Áo áo khó ghi lê này bên chị Hiền còn nhiều lắm, có size tới 100 kg luôn rồi. Ông bữa nay ông được phân phong cái chức giám đốc á. Tôi xuất sắc chị. Không, cái đối với em là 2 triệu mấy lớn lắm. Cho nên một cái túi mà nó không ok em có tặng son, chứ thích gì em tặng đó, thích anh Bảy tặng luôn. Con gái thiệt đẹp, máu xẻ cái bill ngày hôm qua của con gái thiệt đẹp là cái bill gì đây? Lấy lần lấy hai cái chị, một cái em không bán. Vải dao tay có rồi nha. Áo khoác ghi lê chị mặc 150. Lấy một cái áo trắng, lấy hai cái bán. Lấy hai cái bán, lấy một cái không bán. À, tôi giờ vậy á. Lấy hai cái tôi bán, lấy một cái không bán. Trời ơi còn vậy mà bữa giờ cũng không chịu lôi lên. Giờ đem bán teo. Sao mày lấy hai cái bán nha. Còn một cái không bán. Thì trời ơi Mickey trắng. Chị mặc không có ba áo ba màu 80 kg của Huỳnh Linh. Ok Huỳnh Linh inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại cục lên ơi. Rồi ba cái của Huỳnh Linh nè, 83 240, inbox cho địa chỉ số điện thoại đó. Kêu gỡ hàng người ta đâu có hàng được gỡ. Tôi kêu là cô kiểm tra đi, cô không có chịu kiểm tra. Không bao giờ vậy hết á. Chị nào chốt áo thì comment. Một mẫu, hai mẫu hay ba mẫu thì chốt. Còn ít áo sơ mi nè. Còn ít áo sơ mi ba thái bán luôn nè ca. Con gái thiệt đẹp, con gái thiệt đẹp. Một cái không bán. Chút nữa áo thun cũng vậy. Nghĩ sao 180 sale còn 80 mà bán cái phụ ship mẹ 20 còn 60 thôi. Để anh Bảy đi làm đỉ nuôi em đi. Khỏi bán không được chị. Cái gì? Ba cái này nè. Tôi đọc cái gì mà tự nhiên Chu Quỳnh nghe. Vuốt lên không thấy tên. Huỳnh Linh. Huỳnh Linh inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha. Lấy hai cái mà không ok được em yêu. Được. Ok em yêu. Rồi hai cái của con gái thiệt đẹp nè, 160 ngàn. Con gái thiệt đẹp inbox địa chỉ số điện thoại nha. Đó. Lấy em xem đi chị ngắn không. Dạ áo này ghi lên phơm dài tới ngay đầu gối gái. Ha. Huỳnh Linh giơ ngón tay rồi. Ô chùi vậy là bà này khách cũ rồi nè. Lấy em sơ mi trắng. Bữa em lấy sơ mi tím rồi. Lấy hai cái đi trai chị. Bé mở lấy hai cái đi chị Yên bán. Một cái cũng không bán. Trắng và đỏ. Vậy đi. Vậy đi cho nó lành. Rồi Phan Ái hai cái 160 ngàn nè. Áo sơ mi vô bình thường không dài không ngắn. Rồi xong chưa mấy chị, chuẩn bị lên áo thái là lè lên mẹ mấy má ơi. Bao đủ má bán kiểu này vừa lỗ mà vừa không biết tiền đâu dùng nữa mấy má ơi. Lè đi trời ơi, tôi lỗ một cái kiện này là tôi lỗ gần 8-9 triệu đồng của tôi nha. Đó là tôi bù đắp những cái bữa giờ tôi bán được 180 rồi đó. Còn lại là tôi lỗ lòi lè té quế nha mấy má. Gần 30 triệu tiền hàng áo tôi giờ tôi xe tới ói lòi luôn á mấy chị à. Chị bớt giỡn giùm tôi hiền cái ơi. Bà thôi buồn hả? Nói chung dòng vú dưới 101 là mặc được nha. Ngọc Nguyên thành phố hai cái 80 160. Cái này là sơ mi thun thái không có co giãn nhưng mà vải rất là êm. Rồi chút xíu nữa em sẽ lên áo thun thái sau. Áo thun thái thì có co giãn nha. Chị ba cái giống nhau nha, áo thun hả chị Hân Nguyễn? Ba cái giống nhau hả chị Hân Nguyễn? Trời ơi coi nè. Nghĩ sao bé Lùng nó đem giấu đã giờ lấy ra bán sale là chị Hân đẹp không? Ô chị Hân ơi, cái này mà mặc cái quần sọt là ba gia đình mà mặc vô là em nói thiệt với chị Hân Lê hả chết ngất ngay con gà mái dầu luôn. Rồi ba cái của chị Hân Lê 83 240. Chị nào muốn mặc áo cọc báo giùm em. Hân Lê thành phố. Cái trong ngồi luôn hả? Cái ngồi không vậy chị, là cái gì mẹ? Ghi lê là có cái ngoài không à má, còn ở trong là áo dây của con bóp tiền góp mua. Phan Ái có rồi nha. Một là sơ mi, một thun nha. Huy Lê ơi, lấy hai sơ mi đi Huy Lê. Em nói cho Huy Lê nghe, một hồi lên áo thun Huy Lê rụng rúng á. Em nói thiệt luôn á. Huy Lê hai cái 160, hai cái sơ mi của Huy Lê nè. Huy Lê hai cái 160. Rồi tiếp tục Thu Kiều.
Thu Kiều 2 cái 160. Mấy chị lấy một cặp gì comment rõ rõ nha. Thu Kiều 2 cái 160. Minh Phụng Lâm, nếu mà lấy hai áo summer, hai áo thun thì comment kèm dưới số ký lên cho em nha. Để coi thử áo trắng, còn áo trắng hết rồi bé mở không. Bây giờ chỉ còn Mickey thôi. Bây giờ chỉ còn đúng một cặp này. Nè, còn đúng cặp vừa Mickey mà vừa con chuột. Chị con gái thật đẹp ơi, chị ở thành phố ở gần chuyển khoản. Dạ ở thành phố. Chị muốn chuyển khoản cũng được nha chị, chừng nào làm bill gì chuyển khoản cho em cũng được, sao không cần ông nào. Có pyjama rét chờ 2 ngày nữa mẹ ơi, chừng nào có gửi cho. Hai sơ mi của Ngô Phương, hai sơ mi 160.000 của Ngô Phương. Một cái áo thun xanh của Huỳnh Linh 80.000, Huỳnh Linh có bill rồi. Có quần ống rộng nhưng mà giờ chưa lên. Ok. Cái gì vậy bắt đầu? Má nó nhảy bộ mà em. 95kg không vừa Phương Thảo ơi. Minh Phụng Lâm hai cái áo thun 75kg có luôn chị ơi. Chị ưng cái gì là có cái đó. Hai cái áo thun 75kg. Hai cái áo thun 75kg cho Minh Phụng Lâm. Đúng rồi chị. Nói chung là đồ gì mà ở nhà nhiều mà lâu bán hàng hết là em không có muốn để ở nhà. Minh Phụng Lâm xếp lại với lùng hai cái 160.000. Ok, Hồng Hoàng Thế, 3 cái của Hồng Hoàng Thế 70kg. 3 cái của Hồng Hoàng Thế 70kg nha. Cái bé đẩy hết áo thun xuống con. Lôi hết áo thun ra. 3 cái của, nè chị, cái này nè. Tôi chưa mở ra bán luôn á chị Hồng Hoàng Thế. Mà coi nè, nó đem ra cắt của tôi nè. Rồi, 3 cái của Hồng Hoàng Thế. Cái này để lại. Để lại đăng bán. 3 cái của Hồng Hoàng Thế. 3 cái của Hồng Hoàng Thế dưới 70kg. 83-240 của Hồng Hoàng Thế. Đây, 83-240 của Hồng Hoàng Thế. Có Hồng Hoàng Thế có bill rồi nha. Hằng Lê mua thêm đi mấy chị ơi. Nhung Lâm 2 cái. Nhung Lâm một cái sơ mi với lại một cái áo thun của Nhung Lâm. Không. Nhung Lâm Nhung Lâm 2 cái 160.000 của Nhung Lâm nè. 2 cái 160.000 của Nhung Lâm. Đẩy cái áo sơ mi ra cho Nhung Lâm con. Thì quăng hết ra đi con. Quăng hết ra. Anh Nguyễn nè, anh Nguyễn Kiên Giang một cái 90kg. Anh Nguyễn Kiên Giang nè. Rồi anh Nguyễn Kiên Giang một cái 90kg. Rồi một cái 67kg. Một cái 67kg và cái, và một cái nhiêu, và một cái 55kg là lựa một cái Mickey nhỏ xíu. Rồi này cũng chưa nhỏ xíu đâu con, cứ nói đi mấy chị, kéo lên từ từ, kéo lên từ từ em giải quyết hết cho mấy chế nha. Comment lên rõ ràng nha, comment lên rõ ràng giùm em áo thun kèm số ký. 180 sale ngày hôm nay còn có 80 thôi mấy chị. Rồi ba cái này của ai? Ba cái này của chị anh Nguyễn Kiên Giang. 83-240 anh Nguyễn Kiên Giang. Thun xanh Mickey của chị Cửu Dương. Cửu Dương lấy thêm nha chị, một cái em không chốt đâu nha. Áo thun size bao nhiêu ký cũng có, cứ comment lên tôi lựa size cho mấy chị cho. Rồi Cửu Dương là 80.000 của Cửu Dương, lựa thêm cho chị không em xả bill. Cửu Dương. Hằng Lê lấy thêm ba cái áo đen nữa thì chị Hằng Lê. Có quần ống rộng, dạ em làm bill xong biết đơn em chuyện, ok gái. Thun đen cộng thun xanh lên. Khẩu trang nè. Thun đen cộng thun xanh lon của Văn Nguyễn thành phố. Hàng này không cho đổi trả nha. Áo thun này mặc theo phơm rộng, phơm ôm gì cũng được hết nha. Đó, thun đen Văn Nguyễn thành phố. Rồi hai cái của Văn Nguyễn thành phố 160.000 Văn Nguyễn thành phố. Đây Văn Nguyễn thành phố 80-160. Văn Nguyễn thành phố 160.000 nhớ bỏ bên móng gương nữa nha. Thanh Hà hai áo thun 70kg của Thanh Hà. Nè thấy không, con thấy cái tàu của con không? Khách đặt quá trời áo này, không chịu đem đi bán, giờ đi bán sale con thấy không? Dưới chót lận. Dưới chót là gì để kêu con lục bung lên hết rồi mà còn ngồi mày còn cãi dưới chót nữa. Đó. Đổ hết đồ kìa. Rồi chị Thanh Hà nè. Thanh Hà hai cái. Thanh Hà hai cái 160. Ba cái đâu có giống nhau. Ba cái là một màu, một hay là sao?
rồi rồi đợi 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 coi đó. Ai vậy? Không có. Vậy không có hàng xẻ của anh Nguyễn đây. Nè Thanh Hà, hai cái 160 của Thanh Hà nè. U xì có đen không? Chị muốn lấy mấy cái chị cứ comment lên em tự em lựa cho. À. Tôi một áo thun hồng nha. Lấy hai cái chị Phạm Trần, một cái em không có bán đâu. Hai cái em lấy cho Thanh Trần, em lấy cho Phạm Trần hai cái nè. Một cái Mickey hồng. Với là một cái đỏ loan. Ok, vô đỏ loan này là hàng hiếm nè. Rồi hai cái của Phạm Trần. Hai cái của Phạm Trần 160.000 của Phạm Trần nè. Một áo thun xanh 75 kg, một sơ mi thái 75 kg. Inbox địa chỉ số điện thoại nhân Cherry Louis. Một áo thun xanh Cherry Louis ơi, inbox cho địa chỉ số điện thoại nhân Cherry Louis. Nè Cherry Louis hai cái nè. Quy kịp không vậy? Phạm Trần có dấu không? Phạm Trần có dấu. Phạm Trần có địa chỉ số điện thoại là bà gì? Thanh Hằng gì á? Rồi hai cái của Cherry Louis nè, hai cái đó 160.000 của Cherry Louis. Inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha. Chị lấy cái gì là chị cứ chốt hai cái đen lên cho em tự lựa cho, mẫu nào cũng đẹp. Tôi nói thiệt với mấy má nha, mẫu nào cũng đẹp là tôi đã lựa qua rồi, chứ không phải là muốn bán sao bán đâu mấy má. Mẫu nào cũng đẹp luôn. Còn chị nào lấy thì comment lên, đừng có comment cái đó. Tại vì cái lúc này là tôi lúc nào tôi cũng cầm áo, mà mấy bà comment cái đó là tôi không biết cái đó là tôi chốt đâu. Chị nào hiểu thì tôi chốt, còn không hiểu tôi không chốt. Ok. Dạ chốt cho chị Cửu Dương thêm một cái nè. Chốt cho Cửu Dương thêm một cái nè. Sai lớn. Sai lớn quá. Cửu Dương nè. Nè chốt cho Cửu Dương thêm một cái 80.000 nè. Dạ không có giống nhau đâu chị. Thôi buồn hai cái đúng không? Cái sai lớn của tôi buồn quá luôn nè cục cưng ơi. Cục cưng ơi, cục cưng ơi. Thôi buồn là hai cái đẹp không? Thôi buồn. Trời ơi hai cái đen quá trời đẹp luôn. Hai cái đen của tôi buồn 160.000 xếp lại nè. Một cái xanh với một cái sáng sau lưng. Cái sáng nó không có bán sale đâu nha. Nhường cho mày một cái của tao thôi á. Một cái xanh với một cái xám. Một cái xanh với một cái xám, nhưng mà form lớn lắm Uyên à. Form này lớn lắm nha Uyên. Nè Uyên Trình hai cái 160.000 của Uyên Trình. Uyên Trình Bình Định hai cái 160. Uyên Trình cái 160. Nè Uyên Trình không? Chị Yên Ruby cứ comment lên mấy cái áo thun. 180.000 hôm nay bán có 80.000, comment lên áo thun đi ha. Comment lên áo thun đi em tự lựa chị mấy cái thích mấy cái cũng có mấy cái hết đó. Wow. Thôi buồn á. Buồn mới nãy thấy ghi dùng đâu đó. Phạm Mickey em một cặp áo thun 80 kg đó. Phạm Mickey này là dễ thương nè. À, cứ comment lên vậy là tôi tự lấy cho mấy chị nó nha, mà tôi nói thiệt với mấy chị là áo nào cũng đẹp nè. Phạm Mickey cưng không? Trời ơi quá trời cưng luôn. Rồi Phạm Mickey inbox địa chỉ số điện thoại nha. Phạm Mickey inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại của Phạm Mickey. Kiểm tra Phạm Mickey luôn nha, để riêng ra cho em hai áo thun 80 kg của Nguyễn Ngọc Yến. Hai cái 160 tiếp không? Đúng. Hai cái 160 tiếp. Trời ơi mấy chị lấy một người 5 cái 7 cái đi. Mấy chị nghĩ đi, 180.000 mà tôi sale còn có 80.000 là mấy chị biết tôi lỗ dãnh háng cỡ nào rồi. Ha. Lỗ đâu phải lỗ thường, mấy chị dãnh háng luôn. Rồi Nguyễn Ngọc Yến hai cái 160 của Nguyễn Ngọc Yến nè. Nguyễn Ngọc Yến hai cái 160. Hai cái. Ủa bà Chu Quỳnh nghe nãy giờ bà lấy cái gì rồi vậy? Nguyễn Ngọc Yến. Cái tên gọi gì con? Đồ vừa đẹp lắm, cảm ơn chị. Cắt đi. Nguyễn Trần Phương Nguyên. Cắt đi ở Nha Trang rồi đồ người ta gửi đó. Là gì má? Bùi Yến Ly, lấy có một cái gì bà nội? Lấy hai cái đi Bùi Yến Ly, tôi không có bán một cái đâu. Ai buồn rồi chịu à. Lấy hai cái nha. Chứ không có bán một cái đâu mấy bà nội. Kiếm sai cho chị ấy hả? Rồi hai cái nè. Hai cái nè mấy chị comment rõ, comment em không hiểu là em kéo qua luôn á. Cái gì à? Cái gì mới đọc gì quên rồi. Trời ơi comment lại đi mấy chị ơi, nó bị trôi comment hết rồi. Bị trôi comment hết rồi nha. Chị nào mà em chưa đọc tên làm ơn comment lại giùm cái, trôi tin nhắn hết rồi. Một đỏ một xanh. Cái này của ai vậy? Bùi Yến Ly. Cái gì Yến Ly á? Bùi Yến Ly còn điêu. Một đỏ với một xanh loan của ai quên mất mẹ Minh Hòa Vương. Rồi Minh Hòa Vương hai cái nè. Comment lên lại nha. Minh Hòa Vương hai cái.
Minh Hồ Vương hai cái. Nó bị trôi comment hết, mấy chị comment nhiều quá nó trôi comment. Minh Hồ Vương hai cái này cũng Ngô Phương nè con. Ngô Phương hai cái 160. Ngô Phương hai cái 160. Đúng 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 đúng. Chốt cho Thôi Buồn hai cái này nè. Nhưng mà để kiếm qua cho Thôi Buồn không có đụng hàng nha Thôi Buồn. Tôi là tôi ưu tiên mà Thôi Buồn lắm luôn á. Nè Thôi Buồn hai cái là 160 của Thôi Buồn. Mấy chị ơi nó bị trôi comment hết. Mấy chị chưa thấy em đọc tên là comment lại giùm em nha. Đó. Nha mấy chị nha. Yên Ruby hai đen một đỏ loan. Trời ơi coi trắng nè mấy chị, trắng đẹp không? Hai đen một đỏ loan. Chụp ra gì? Ừ. Rồi yên ruby nè. Yên ruby ba cái 8324. 8324 nha. 83204 nha mấy chị nha. Đó em hai cái đen kiểu khác 65 kg hả chế? Dạ chờ em chút em kiếm size nhỏ em lọc cho chế cho. Nha. Size này size lớn rồi. Ôi ôi cái trắng đẹp quá chị ơi. Bùi Yến Ly một trắng một đen. Bùi Yến Ly chốt xong rồi chị. Chốt xong rồi. Chốt xong rồi chị ơi. Giờ đừng có bắt em đậu táo đậu lui nữa tàu lắm. Bao nhiêu người chưa chốt được hàng. Ai đây? Ai mới em lấy cây móc mẹ hả? Hai cái 65kg khác kiểu. Nó là phơm rộng nha chị. Nó là phơm rộng nha. Ai nó mới định rồi. Nó là phơm rộng nha, Thúy Nguyễn Bến Tre. Thúy Nguyễn Bến Tre hai cái. Thúy Nguyễn Bến Tre hai cái. Rồi tới ai nữa? Trần Ngọc Thúy Vi hai cái. Tôi bị lỗ cái lô đầm này hơi bị nhiều. Rồi Trần Ngọc Thúy Vi hai cái, nhanh tay đi. Trần Ngọc Thúy Vi hai cái. Chị Tuyệt Nguyễn Facebook Ý Yên nè. Thúy Nguyễn Bến Tre với Tư. Thúy Nguyễn Bến Tre. Rồi Kiệt Nguyễn Facebook Ý Yên. Bé lùn Kiệt Nguyễn không có dấu Facebook Ý Yên. Ủa Thí Nguyễn Bến Tre nè, ba đôi nè. Lỡ đi thấy rồi. Rồi rồi cái này cái cuối cùng nhất của ai? Mấy cái đưa dơ lên nè. Hai cái. Hai cái của Trần Ngọc Thúy Vi. Rồi cái này của Kiệt Nguyễn không có dấu Ý Yên nè con. Kiệt Nguyễn không có dấu Ý Yên. Em một đỏ lon. Một từ trắng lon không có 65 kg vô Thu Hương. Thu Hương lấy đỏ lon với một cái đen nha. Thúy Nguyễn Bến Tre. Lấy cái trắng đi Hương ơi, cái trắng đẹp lắm Hương. Ôi cái trắng xuất sắc luôn á. Để lượt cái tay nhỏ nhỏ cho gái nè. Ôi mấy cái này mặt phơm rộng nó đẹp ghê lắm á. Nè Nguyễn Thu Hương Hà Nội còn bill nè. Nguyễn Thu Hương Hà Nội còn bill hai cái nè. Dạ ok chị Giang Võ. Đỏ lon chưa hề bán luôn á. Một cái đen đơn giản là cho đen Mickey, đen Gucci nha chị. Rồi Giang Võ. Giang Võ thành phố hai cái 160. Phương Thảo vô trong tin nhắn giơ giùm ngón tay lên nha Phương Thảo. Phương Thảo ơi vô trong tin nhắn vô giùm em ngón tay em lựa cho chế bốn cái bốn màu khác nhau nè. Vô giùm em ngón tay lên đi chế ơi. Trời ơi chị mà hôm nay mà chị chốt được mấy cái đây là chị hơi bị trúng mánh luôn á chị Phương Thảo. Rồi 8432 của Phương Thảo. 8432. Phương Thảo vô trong tin nhắn vô giùm ngón tay lên nha. Phương Thảo 8432. Trắng, sọc, đen, đỏ 70kg đen Nguyễn. Để tôi lựa cho bà Ren Nguyễn cho. Tôi lựa cho bà ba cái xuất sắc cho bà Ren Nguyễn à. Màu nào cũng đẹp, vải nào cũng đẹp hết trơn á. Loan đỏ. Nè, Ren Nguyễn đẹp không? Đẹp ha. Rồi lựa cho cái đen nữa nha. Rồi Ren Nguyễn. Ren Nguyễn Gò Vấp 8324. Ba cái nè. Ren Nguyễn Gò Vấp 8324. Trang Nguyễn một đen một trắng 70kg ok chế. Trang Nguyễn vô trong tin nhắn inbox giùm em địa chỉ kèm số điện thoại Trang Nguyễn ơi. Tay này tay nhỏ. Đấy. Cái này mấy chị mặc phơm rộng cũng được nha. Chứ đừng có nghĩ là mặc phơm rộng không được rồi nói yên ơi.
rộng chật gì đổi size là không có đâu nha. Em có mấy cái size 65kg nè. Chứ hàng này mà mấy chị kia comment nè, rộng chật đổi là không có cái chuyện đổi đâu ha. Rồi Trang Nguyễn, Trang Nguyễn inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha Trang Nguyễn ơi. Xong chưa con? Rồi Trang Nguyễn không có dấu nè. Trang Nguyễn inbox cho địa chỉ số điện thoại chị nào, em kêu inbox địa chỉ số điện thoại mà không inbox là xong cái này em chốt, em không có địa chỉ số điện thoại là em xả bill nha. Trang Nguyễn một cái. Một cái đỏ 70kg của Nguyễn Ngọc Mỹ, thêm cái đi chị Mỹ ơi. Một cái em không chốt đâu. Trang Nguyễn hai cái hay gì? Đúng rồi, Trang Nguyễn hai cái 160.000. Chị Thấm Ngọc lấy hai cái đen dưới 90kg của chị Thấm Ngọc. Rồi chị Thấm Ngọc ở Bình Dương là quán karaoke gì dưới Bình Dương nè. Thấm Ngọc Bình Dương. Size 90kg, trời ơi cái này mặc với sọt đẹp lắm. Size 90kg của Thấm Ngọc Bình Dương. Rồi Thấm Ngọc Bình Dương hai cái 180-160 ngàn. Thấm Ngọc Bình Dương. Lon cam một đỏ một trắng 75kg của lon cam. Mấy cái à? Hai cái. Em có mấy cái size 60-65kg em bỏ xong luôn nè. Lon cam mấy cái? Alo. Alo. Một hồng một đen mấy cái kêu rồi. Alo. Đúng rồi chị. Ai vậy? Em nick gì? Em lấy gì em nhắn tin cho chị đọc liền cho. Không ạ. Rồi rồi ok, vô comment lại inbox địa chỉ số điện thoại đi. Hai cái 95kg. Trời ơi, mẹ comment không lại, mẹ gọi điện luôn trời. Thi Võ một hồng một đen. Nè Thi Võ một hồng. Thi Võ bé ơi 70kg. Nè Thi Võ một hồng với một đen 70kg con. Từ lấy cái hồng nữa hả? Lấy cái nè. Thi Võ hai cái. Thi Võ mình bán cho chị đó rồi á. Thi Võ nè. Tê Linh Phạm gấu trắng, gấu đỏ và gấu xám. Gấu xám làm gì có đâu. Gấu trắng nè. Gấu trắng để coi thì có size lớn không nha. Rồi gấu trắng của Tê Linh Phạm nè. Rồi ai nữa? Gấu đỏ. Đỏ lon còn không vậy? Lon cam đâu? Đỏ lon. Lon cam nãy giờ đâu? Chưa. Đọc trong tôi ghi đó rồi. Lon cam ơi mày lấy gì à? Comment lên lại giùm chị Yên ơi. Nó qua tin nhắn rồi. Tê Linh Phạm là một gấu trắng, một gấu đỏ. Gấu xám này là tôi không có bán đâu nha mấy chị. Nè Tê Linh Phạm ba cái nè, 83-240. Không có xám gấu đâu em yêu. Xám gấu không còn đâu nha. Một sọc trắng cộng một đen của Jenny Phạm. Một sọc trắng này của Jenny Phạm nè. Hàng này không có cho đổi trả đâu nha mấy má. Đừng có vô càm ràm khẽm rẽm là tôi lên tù điện á. Một sọc trắng cùng một đen của Jenny Phạm. Tê Linh Phạm như vậy luôn á. Rồi Jenny Phạm hai cái nè. 160 của Jenny Phạm. Mấy chị lấy là lấy lần luôn để em kiểm tra của thử có trùng không, chứ mấy chị cứ lấy tim em không có kiểm tra được đâu nha. Chị Anh Phương nè, một trắng, một đen 85-90kg Đồng Nai. Chị Anh Phương một trắng, một đen 85kg Đồng Nai. Mấy chị có lấy tim em không? À cái chị đó. Alo. Dạ. Ai? Ai vậy? Chị nít gì? Chú Quỳnh Nghe hồi nãy lấy gì rồi? Coi thử bill chú Quỳnh Nghe là có gì vậy? Rồi, chị giờ lấy gì nữa? Chú Quỳnh Nghe này có cái gì 100.000 từ chưa giờ mà. Áo dày đó. Rồi, ok, cất đi em. Trời ơi, mẹ ơi. Một áo sơ mi nè, để kiếm cái đỏ lon coi thử còn cái nào của mẹ không? Đỏ lon em ơi, em xuất hiện giùm chị cái đỏ lon ơi. Trời ơi, hết đỏ lon rồi chú Quỳnh Nghe ơi. Ê chú Quỳnh Nghe ơi, chị hết đỏ lon mày lấy giùm chị xanh lon được không chú Quỳnh Nghe. Nè chú Quỳnh Nghe nè, 160 ngàn. Còn cái chị gì mới kêu
Trời ơi dắt tôi chết quá trời ơi, Instagram trời ơi không có ai comment lại. Một trắng một đen của Lon Cam để chị giải quyết Lon Cam cái nhăn Lon Cam. Đây nè của Lon Cam nè. Lon Cam hai cái này 160.000. Trời ơi mấy mẹ comment nắm lại cái mấy mẹ alo. Ơi. Trời ơi ai vậy? Ai vậy mẹ ơi ai vậy? Hai cái này nhiêu vậy? 160. Khang Nguyễn mà chín mấy ký á phải không? Khang Nguyễn ở tỉnh nào? À tôi lựa cho bà 4 cái luôn đi, lâu lâu có hàng rẻ nha. Giống quỷ ghê, trời ơi mẹ ơi đừng gọi điện nữa nha. Đừng gọi điện cho tôi nữa, Khang Nguyễn, giống áo quỷ. Áo sơ mi bao nhiêu cái vậy? Hai cái cũng 160 luôn. Khang Nguyễn Cà Mau Khang Nguyễn. Ồ mẹ ơi, comment không lại gọi điện luôn. Anh Phương đâu nãy đọc rồi tôi ghi đó là chưa thấy anh Phương. Anh Phương hai cái tròn chốt để từ từ tôi trời gần hết rồi mà bây giờ còn rối tôi nữa. Ai gọi nữa vậy trời? Ô mẹ ơi mấy mẹ ơi chết tôi luôn á mấy mẹ. Chết đi. Khang Nguyễn Cà Mau ơi con ghi 8432 giùm gì. Chết đi mấy má trao lốt trao kiểu kỳ vậy trời. Khang Nguyễn Cà Mau. Hai cái nè. Ủa thường thường là Khang Nguyễn Vũng Tàu với Khang Nguyễn Bạc Liêu chứ làm có Khang không biết bà kêu con coi lại giờ mày bà má gọi điện á. Khang Nguyễn Bạc Liêu Vũng Tàu vậy ai biết. Vô nhắn cho bà thử một cái à, mà mình từ từ coi nha. Từ từ đã không chọn thao chọn cho đúng cái một cái hai cái ba cái hết mẹ. Hết mẹ áo lớn à. Trời ơi cái lúc cần áo đụng mẹ cái lúc cần áo lớn thì nó không lên. Má nó thiệt hết trơn. Dịch Donald nè. Bà cô gái thật đẹp bà mới mua đây xong biết cho tôi luôn cái ghê trời. Anh Phước lấy giùm em một đỏ, một lon, một gấu. Giùm em hoài không thấy. Gì mít chi chó. Bị khùng rồi. Mấy bà bình tĩnh hết đây. Rồi bốn cái của Khang Nguyễn nè. Rồi chốt cho bà Khang Nguyễn giờ còn gì chốt lấy. Đủ má bị rối loạn tiền đình rồi. Để cái thùng hàng 180 bữa giờ không ai mua hết. Ba cái khác nhau 50-60 kg rồi tên lên vào. Ồ cảm ơn mày nha. 1, 2 4 cái. Rồi ba cái của tên Linh Phạm nè. 8324 của tên Linh Phạm bỏ giùm em cái. Tên Linh Phạm sai nhỏ. Tên Linh. Ủa chứ bạn mua nữa không được không trời. Tôi sợ lộn thì tôi nói làm gì. Tên Linh Phạm 50-60 kg nè. Coi để riêng nha bà chứ không bị lộn á. Cô gái thật đẹp kìa. Chú Quỳnh nghe chị chốt cho em cái chó em có chịu không? Còn không chịu thì báo chị xã nha. Ngọc Anh Nguyễn ba cái 90 kg. À đù giờ kiếm 90 kg. Giờ kiếm 90 kg khen lắm. Cái chị vừa nãy gọi hai cái 90 kg chưa bỏ cho bà nữa nè. Anh cứ phụ con bill đi hỏi anh tiền bill cho. Nè cho Ngô Phương cái này đi anh ơi. Ghi giùm em cái Ngô Phương cái đó 80 ngàn đi. Ngô Phương cái tuốt lần kia. Ngọc Anh Nguyễn ba cái 90 kg. Chị đang kiếm cho Ngọc Anh Nguyễn nè. Còn một đống cái sau lưng tôi là 50-70 kg, 65-70 kg nha. Ai đây ba cái 90 kg của Ngọc Anh Phạm Ý Yên. Bé ghi đây Ngọc Anh Nguyễn Ý Yên đi. Rồi ba cái của Ngọc Anh Nguyễn Ý Yên nè. Cái gì gọi miếng hết trời. Ba cái của Ngọc Anh Nguyễn ghi chữ Ý Yên ở sau. Lựa hai cái 90-95 kg. Cắt cái ra cái chị gì không mà chữ nữa. Ba cái hay gì? Ba cái 8324. Cái chị gì nè. Gọi miếng. Ồ biết ai biết số của tôi mà gọi miếng. Ồ thiệt chết đổ nợ cái đồng đĩ thì thiệt. Áo bán lỗ mà sao tôi vui dữ rồi trời. Rồi cái chị gì hồi nãy cái chị gì gọi điện cho em kêu để dành hai cái 90 kg. Tôi không biết tên gì là bà nào đó comment lên giùm tôi. Tôi đỡ riêng cho cái chị gì đó nè. Rồi kéo lên tiếp nha. Cho hai cái 80 kg của chị Nhung Nguyễn Hà Nội. Ok bé Nhung Nguyễn Hà Nội nè. Trời ơi mẹ ơi chắc chết quá. Nhung Nguyễn Hà Nội đâu đâu. Nhắn nữa. Ra đây. À đó là Khang Nguyễn Cà Mau á hả. Ai biết bà gọi điện bà báo như vậy đó. Rồi đây nè. Nhung Nguyễn hai lần nhớ giùm nha. Rồi Nhung Nguyễn Hà Nội nè. Nhung Nguyễn Hà Nội bé. Nhung Nguyễn Hà Nội 160 ngàn. Gia đình xào xáo à. Bốn cái màu.
không có lựa trùng cho mẹ đâu. À Nguyễn Kha này hả? Bà kêu Kha Nguyễn Cà Mau. Bà bệnh quá Nguyễn Kha, Nguyễn Kha là phải đọc đúng tên. Hiểu không? Chị ơi bây giờ mà chị đổi ngay, chị xả giùm em cái cho, bây giờ hàng hóa em lộn xộn hết rồi chị. Lấy giùm cái đây nè, sắn gấu. Xanh lo. Anh ơi anh để em đọc được không anh? Hàng đã không có rồi mà. Gấu xám 50 tới 60 kg không có. Kỳ Anh chưa có. Kỳ Anh chưa có nè, cho Kỳ Anh hai cái. Nè Kỳ Anh hai cái. Cho Kỳ Anh hai cái 160 ngàn của Kỳ Anh. Một cái đen, một cái trắng 78 kg của Kim Ngọc. Một cái đen, một cái trắng giờ không có chứ ơi, thiệt chứ. Cái thùng hàng này tôi mấy trăm cái mà giờ tôi lỗ dảnh hát rồi nè mấy chị. 78 cái không có chị ơi. Giờ hết trơn rồi Kim Ngọc. Để em coi thì mấy cái này chị vừa không nha. Kỳ Anh đó. Mấy cái này là toàn nè. Rồi đây ai ra Kim Ngọc mà. Kim Ngọc hai cái. Kim Ngọc hai cái chị ơi, em thay bằng cái trắng bằng cái hồng được không Kim Ngọc? Nè Kim Ngọc hai cái vô trong tin nhắn vô giùm em ngón tay lên nha. Kim Ngọc hai cái ha. À, em còn một cái sọc nè. Rồi xám gấu là đáng lẽ em không có bán đâu mấy chị. Xám gấu để em đăng lên em bán cặp 180 em kiếm lại cho. Em có bán kiểu đó đâu mấy chị ơi. Không có lấy sắm gấu nữa nha mấy chị. Bây giờ không lấy sắm gấu nữa đâu. Trần Ngọc Thúy Vi lấy thêm hả? Trần Ngọc Thúy Vi lấy thêm coi liệu hồn bị trùng hả nha. Trần Ngọc Thúy Vi ba cái nè. Hết trơn rồi hả con? Hết rồi hả bé? Hết rồi. Thấy đùa. Nãy giờ có bán gì đâu mà hết trơn rồi. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi ba cái này của Trần Ngọc Thúy Vi nữa nè. Ba cái này của Trần Ngọc Thúy Vi nữa là hết rồi nha mấy chị nha. Hết rồi. Hồng Nguyễn Thị Hồng hai cái đen 95 kg để rồi. Hồng Nguyễn Hồng Nguyễn Thị Hồng inbox cho chị Yên địa chỉ kèm số điện thoại nè. Hồng Nguyễn Thị Hồng ơi. Nè bé luôn. Hồng Nguyễn Thị Hồng không có dấu. Hồng Nguyễn Thị Hồng không có dấu. Ma Huỳnh. Ma Huỳnh còn cái hồng này là hết rồi nè. Ma Huỳnh còn cái hồng là hết rồi nè. Mấy ký Ma Huỳnh? 70 kg. Có luôn em yêu. Rồi Ma Huỳnh hai cái. Hồng Nguyễn Thị Hồng mấy cái? Hai cái. Hồng Nguyễn Thị Hồng inbox giùm cho địa chỉ kèm số điện thoại nè. Ma Huỳnh hai cái nè. 160 của Ma Huỳnh. Cái bao nhiêu lâu lại mình không có xác định được đâu nhân gái, nhưng mà cứ trong tinh thần là nhận hàng. Chứ Hà Nội là khoảng cỡ từ 3 tới 7 ngày đó. Kỳ Anh có rồi chị ơi. Một xanh lon, một gấu xám, dạ hết rồi chị. Nói chung là bây giờ em hết, bây giờ em chỉ còn mấy cái size dưới 70 kg thôi. Từ 50 tới 70 kg em còn mấy cái đen nè. Em còn mấy cái đen này size nhỏ thôi nha. Là còn nhiêu là hết hết mấy chị. Em còn mấy cái đen này size nhỏ nè. Là chị nè, con chị nào mà từ 50 tới 65, 67 kg là hốt giùm em ha. Đó, em còn size nhỏ thôi mấy chị ơi. Dạ chưa có chốt được chị ơi. À, mua sọc gấu á hả chị Giang Võ, đừng có giận chị ơi, tậu em một thùng này em lỗ tới gần cả 10 triệu mà chị giận nữa em đi tự tử luôn á. Dạ không chị, không có lấy gấu xám nữa nha. Gấu xám để em đăng bán một cặp 180 ngàn để em cứu lại cho cuộc đời em với. Đáng lẽ là nãy giờ không có bỏ cho mấy chị vậy đâu. Em bây giờ em chỉ còn size dưới 65-67 kg thôi, nãy giờ không thấy chị Phương luôn. Chỉ còn thấy bây giờ gấu chỉ còn size dưới 67 kg thôi nha. Còn cái để em mặc nè. Rồi bây giờ gấu chỉ còn size đó thôi. À còn cái gấu nè. Còn cái gấu size dưới 85 kg nè. Chị nào chưa chốt cái gấu này thì chốt giùm em size dưới 85 kg. Nè tao đưa cho chị Văn Nguyễn cái đi. Nè Văn Nguyễn thành phố, cái này bự lắm nha. Văn Nguyễn thành phố cái này mà 90-95 kg. Văn Nguyễn thành phố một cái 90 ngàn. Ai con gái thiệt đẹp. Ủa con gái thiệt đẹp nãy lấy hai cái đầu. Nè tôi thông báo nha, tôi chốt rồi mà bà nào một hầu vô comment, vô nhắn tin cho Yên là Yên ơi xả màu đó lấy cái đó là tôi xả hết bill luôn nha. Đừng giỡn với tôi. Nè bây giờ tôi chốt cho con gái thiệt đẹp hai cái này nè. Cái này tôi không bán, không tại mẹ nó giờ bán hết đi. Rồi con gái thiệt đẹp hai cái 160. Nhà tôi là tổng cộng 3 cái nè. Nhà tôi tổng cộng là 4 anh em, nhà tôi là 4 cái.
Rồi bốn anh em nhà tôi bốn cái để mặc đi du lịch. Rồi còn một cái, chị nào chốt gấu xám còn một cái bán luôn. Kiếm đi má ơi, ghi tiền rồi đó má ơi, ghi tiền đi qua. Rồi yên ruby, ủa nãy tôi có chốt yên ruby gấu xám chưa? Nè cho yên ruby cái gấu xám nữa 80.000. Rồi xong rồi đó. Bây giờ chỉ còn một nùi áo dưới 65 kg thôi. Chị nào chốt thì 80.000 lên giùm tôi. Rồi còn một cái hết luôn mấy chị. Alo. Dạ, nói đi chị. À. Rồi chị hòn về cho em hai cục đi. Nói thiệt với mấy chị nha, mua hàng mà mấy chị cảm giác khó khăn quá, mua hàng mà mấy chị cảm giác khó khăn với mấy anh shipper quá, mấy chị đừng nên mua. Tại mấy chị biết sao không, một anh shipper là ảnh đảm nhận một phường, một phường hoặc là một cái xã gì đó, cho nên ví dụ như bill của mấy chị có thể mấy ảnh gọi không nhẹ nhàng, nhưng mà hả, cái gì con gái thiệt đẹp giờ sao đây? Cái gì con e chị em comment quá trời, một đỏ loan một gấu xám em comment là ấy là giờ sao em đã chốt cho tổng cộng là con gái thiệt đẹp tổng cộng 4 cái áo, bây giờ chị ok chưa? Còn nếu chưa ok thì có thể báo cho em xả ra để bán cho những chị khác, tại vì áo này em lỗ 100.000 một cái, em nói láo em làm con mấy chị nha. Chị Hân Lê mua ba cái áo này của em là coi như là bữa trước bà mua ba cái là gần 600.000, bây giờ ba cái có 240.000 à mấy chị à. Đây em còn mấy cái áo Mickey bán luôn cho mấy chị 80.000 là dưới 77 kg. Vải co giãn 100%. Rồi em còn Mickey vàng, em còn Mickey màu da, bán cho hết luôn đi mấy chị. Em còn cái Mickey vàng nữa nè, Mickey màu da. Rồi còn ba cái mấy chị ơi, bán 80.000 dưới 77 kg nha. Dưới 77 kg ba cái. Dưới 77 kg còn ba cái. Hết rồi Nguyễn Anh. Chứ bây giờ mà mấy chị mà khó khăn quá, mấy chị mua tỉnh mà mấy chị khó khăn quá. Ví dụ như nói mà không vừa lòng mấy chị á, mấy chị bơm hàng hết là em cũng bán hàng em cũng lòi le luôn mấy chị ha. Bữa trước em bán hàng cũng lòi le luôn á mấy chị. Đúng rồi, hai sơ mi hai áo thun. Alo. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi bây giờ còn ba cái Mickey, hai cái vàng và một cái màu cà phê sữa. Em còn một cái áo thun là dưới 80 kg, 100.000 đẹp không? Nhưng mà mấy chị ơi, cái quan trọng là chất vải của cái thằng áo này đẹp lắm. Rồi comment giùm em áo rêu dưới 80-85 kg cũng vừa nha. Alo sao em? Ai vậy? Cái này thấy bậy rồi nè. Nhưng mà ủa ai? Một cái bì em ghi thiếu. Quý Nguyễn Bến Tre hả? Nãy hình như chốt có 2-3 cái gì á. Để em kiểm tra cho. Chữ em ghi rõ ràng nha. Chữ em ghi là em không biết nha. Đó, Quý Nguyễn Bến Tre rồi đó. Không có thấy comment chị. Mấy đồng ký hả? Ý là chị có comment nhưng mà bên em không có thấy comment, chị hiểu không? Ừ. Dạ rồi, để em coi thử còn cái gì em để cho chị cho. Không, cái sáng là giờ nhà em còn 40 là để 4 người mặc đi du lịch đó chị. Chị coi thử, để coi thử bill của chị về Thúy Nguyễn Bến Tre thử. Coi thử bill thử Thúy Nguyễn Bến Tre giùm gì vậy? Hai áo đen. Hai áo đen của Thúy Nguyễn Bến Tre, ờ còn có hai cái áo đen thôi. Cái gì vậy trời? Ủa cái riêu là cái gì vậy? Ủa riêu là cái gì? Ủa nãy giờ em vô cái gì lên màu riêu mấy chị? Không. Trời ơi mấy chị ơi đừng làm em rối nè. Mickey ơi vừa lấy Kim Ngọc một cái Mickey vàng nè. Gì vậy bay? Alo.
Ủa cái áo riêu là áo gì mấy chị? Nãy giờ em có lên cái nào riêu không? Ôi mấy chị làm em rối loạn tiền đình rồi. Áo này là của em. Em có một cái chân váy quần nè. Áo 100 ngàn của chị Ngô Lệ, áo này đẹp lắm. Ngô Lệ 100 ngàn. Ờ cái này 80 hay 90? 80, áo đó là của Kim Ngọc, bỏ vô đi con. Chị ơi xem áo thun ý. Chị ơi em xem áo thun ý là cái nào Chu Quỳnh Nga. Lỡ mà em có lấy lộn màu mấy chị thương giùm em, lấy giùm em cái tàu em mấy chị à, tàu em thiệt á. Rồi em còn mấy cái quần lót su nè. Rồi. Cái gì vậy trời? Bây giờ em còn mấy cái quần lót su dưới 75 kg nè. Cái gì gọi miết vậy không? Gọi đi được. Alo. Ai vậy? Này có ai vậy? Dạ ai ạ? Chị là ai? Rồi lấy luôn ba cái mixing, còn hai cái lấy đỡ nha Hà Thúy Quỳnh. Vô trong tin nhắn chọt giùm ngón tay giùm chị lên cái đây nha. Rồi, hai cái Mickey này của Hà Thúy Quỳnh nè. Trời ơi, tôi chắc tôi chết luôn. Hai cái Mickey này của Hà Thúy Quỳnh. Cái này của ai vậy? Cái này của Ngô Lệ 100 ngàn. Em còn mấy cái quần su đúc mà có thông lỗ, thông hơi, thông mát nè. Thì bây giờ nè mấy chị ơi, năm cái là em bán 200 đúng không? Bây giờ em bán cho mấy chị 5 cái 150 bán cho hết hàng. 5 cái 150 nha. Còn mấy cái thôi mấy chị. 5 cái 150 bán cho hết hàng nha mấy chị nha. Đó. Không tên Linh ơi, giờ em lấy ở nhà chị mặc nó sẽ bị hụt hẫng. Rồi 5 cái mấy chị yêu ơi, 5 cái 150 bán cho hết hàng. 5 cái 150 bán cho hết hàng. Áo thun 100 chị Yên còn không? Chia lại cho gấu xám. Dạ không chia được nha mấy chị. 5 quần lót của chị Phương Rô nè. Phương Rô 150 ngàn. Cái quần này mấy chị mặc rất là mát nha. Và không có kẹt khe háng, kẹt khe chim nha mấy chị nha. Đó quần su của Ngọc Nguyên thành phố nè. Cái này tôi cũng còn một bịch nhưng mà không biết bỏ ở đâu. Phương Rô là cho vậy cho ai cho lại ạ? À? R-R-A-S-E. Rồi cái này của Ngọc Nguyên thành phố nè. Ngọc Nguyên thành phố 150 ngàn. Chia hai ra. Rồi còn mấy cái đầm, còn cái áo nè. Bé luôn hồi bữa con xin áo này hả? Nè cho con luôn nè. Đây nè em còn đầm cô tông dưới 85 kg. Đầm cô tông này 240, giờ còn sale cho mấy chị 150 cho hết hàng nè. Cô tông màu cà phê sữa còn một cái. Cô tông cà phê sữa còn một cái nha. Nè còn một bộ quảng châu. Còn một bộ quảng châu bà này hôm nay chốt nè. Cái bộ quảng châu này là mấy chị đúng sướng luôn á. Bé lùng đưa hết mấy cái hàng tàu lao còn thứ chút vô đây là gì quốc hết đi con. Ê đù, còn cái áo hồng. Còn cái áo hồng chốt cho Thúy Nguyễn Bến Tre đi. Mơ hồ đâu có Mơ Quỳnh nè. Mơ Quỳnh chứ phải Mơ Hồ. Bé ơi, Thúy Nguyễn Bến Tre cái áo hồng nè con. Thúy Nguyễn Bến Tre nè. Em còn một bộ quảng châu dài. Chị nào mà hôm nay chốt được bộ này sale là hơi bị trúng mánh luôn. Nè bộ này chị nào dưới 85 kg ok nha. 70-85 kg ok nha mấy chị ơi. Mơ Quỳnh đây. Đây. Rồi đầm này 150 của đầm này 150 của ai? Đầm này 150 của Ngô Phương nè. Ngô Phương 150. Đầm này em còn một chồng lận để tấu nữa em lôi lên cho tấu lôi lên cho Linh Phạm mà tấu này ta lôi nguyên cái cục đầm đó lên ta sale 150 cho hết hàng luôn. Tấu này mấy chị giờ bây giờ em không chiều vô đá được. Rồi bộ này chị nào mà khoảng cỡ 70 kg không đẹp đâu, 75 tới 88 90 kg mới đẹp. 75 tới 90 kg mới đẹp bộ này nè. Bộ này bán cho mấy chị nhiêu? Dạ bộ này là 340, bây giờ bán cho mấy chị với giá 2. Nè bộ này 340, bây giờ bán cho mấy chị với giá 260 ngàn. Bộ này vải mát lắm. Bộ này mặc mát, bướm mát, chim mát, cái gì cũng mát nha. Đó. Rồi bộ Quảng Châu của chị Kim Loan Nguyên là hợp lý nè. 260 ngàn của chị Kim Loan Nguyên. 260 ngàn của Kim Loan Nguyên. Ôi bộ này chị Kim Loan Nguyên mặc là hơi bị xuất sắc. Rồi Kim Loan Nguyên còn đúng một bộ, qua mấy chục bộ Quảng Châu đi hết rồi mấy chị. Cái này là cái gì để ra đây? Đó của ai vậy? Trời ơi chị Hồng Diễm ra đây con. Nè đưa bill ra đó đi. Bữa ra số, đưa cái đầm Quảng Châu ra đây hút luôn rồi con. Cái Quảng Châu khách lấy rồi mấy chị. Đây em còn một cái quần 9 tấc nè, quần tấc ngay đầu gối. Quần này size bao nhiêu? Quần này size khoảng cỡ dưới 68 kg. Rồi chị nào chốt quần này sale luôn cho mấy chị 150 ngàn. 150 ngàn quần size dưới 67 kg. Rồi tiếp tục đầm Quảng Châu vàng. Đầm Quảng Châu vàng 240 sale còn 150 phơm này, chị nào dưới 90 kg cũng vừa nha. Hai bên có túi đàng hoàng nha. Rồi sale luôn đầm vàng cho mấy chị 150 ngàn. 150 ngàn đầm vàng nha mấy chị nha. Chị Giang Võ ơi, chị phải hết sức bình tĩnh ở Hồ Châu với em nha chị. Tôi ăn mấy cục này ra không chị? Của ai vậy?
Rồi. Cái này của Nguyễn Chính. Rồi cắt ra luôn rồi con. Rồi đưa hết cái nồi mình nấu vào đây. Em có một cái bộ rớt vai nè mấy chị. Em có một cái set rớt vai nha. Em có set này rớt vai tà trước dài hơn tà sau. Set này bao nhiêu ký? Set này khoảng cỡ dưới 77 ký. Chị nào 70. Ai gọi nữa trời. Alo. Rồi ok. Ủa sao Hà Thí Quỳnh nó chốt không ai? Đây nè anh ơi. Đăng Hoàng Quảng Châu của Hà Thí Quỳnh luôn. Hà Thí Quỳnh có dấu. Ủa Hà Thí Quỳnh nguyên mới ghi rồi mới lùng. Hà Thí Quỳnh ơi, muốn thi lấy thêm đồng Quảng Châu tấu này vô nha chị, em có 6 tông màu lận. Đây là sữa tắm của Thái mà thơm lắm. Nè. Bữa em mua mấy bộ? Của cô. Nè, tôi mua về cho nó mà cuối cùng là Thủy, mày thấy con tao không? Tao mắc mệt với nó luôn. Không biết ai mệt nó chứ tao mệt nó lòi bản hồng rồi đó. Mệt nó lòi bản hồng luôn. Đây cài áo để lại đi. Để quyết sau đi. Cắt ra bán hết này nghỉ đi. Cắt ra bán hết này nghỉ. Trời ơi, rớt cái đôi giày của tôi lại nè, trời ơi. Cái set này 77kg xe nha mấy chị, còn 160.000 luôn. Đây, Kim Trinh nè anh ơi. Kim Trinh 160.000, set caro bán luôn. Kim Trinh, Kim Trinh. Còn chị nào chưa, trưa nay chưa hốt túi thì hốt lên giùm em nha. 400.000 một cái túi. Kim Trinh sao đây? Kim Trinh bán cho 7 chứ sao? Nhiều tiền. 160.000. Chị nào chưa chốt túi LV thì chốt lên giùm em nha. Đó. Phép 160 khách lấy rồi mấy chị. Còn cái đây còn một cái áo khoác khỉ nè. Áo khoác khỉ dưới 80kg, chị nào mà 60-75kg lấy. Không phải áo khoác khỉ đâu mấy chị, áo vest hàng xuất. Đây, áo vest hàng xuất nha. 130 bây giờ còn một cái bán cho mấy chị 100.000. Có co giãn áo vest mà có co giãn nữa nha. Rồi chị nào chốt áo vest 100.000 đây còn cái hình như ngoài này có treo một cái hay sao đó con. Rồi. Chị nào chốt cái áo tặng cái khẩu trang bị rớt ra luôn. Xếp 160 khách lấy rồi chị Anh Nguyệt Mai ơi, để em đưa cái bung bung. Để em bung cái bao kia đây em sell cho chị nha. Chị em ơi xem váy chưa xem váy được đâu em ơi. Giờ có gì ở dưới đây mình quốc đại đi. Em còn hai cái áo dây nè mấy chị, hai áo dây dưới 75kg. Rồi bán luôn cho mấy chị hai áo dây này 100.000 nè. Chị nào chốt hai áo dây 100.000 chốt lên giùm em nha. Rồi lên tiếp mấy chị ơi, lên tiếp. Lên lẹ đi mấy mẹ ơi. Áo vest của Bích Thủy nè. Bích Thủy 100.000 của Bích Heo nè. 100.000 Bích Thủy. Rồi lên tiếp tục nha mấy chị nha. Lên tiếp tục. Đây là một bộ bi. Bộ bi này chị nào dưới 90kg lấy. Đây là một bộ bi chị nào dưới. Còn một cái áo khoác hả? Chí. Áo dây của Bùi Thị Ngọc Trinh nè. Chí. Áo dây của Bùi Thị Ngọc Trinh hai cái 100.000 gì vậy? Áo sơ mi đây. Trời ơi còn hai cái áo sơ mi mấy má ơi, còn hai cái. Còn hai cái áo sơ mi, trời ơi trúng rồi. Hai cái 160.000 dưới 85kg. Chị nào chốt hai áo sơ mi chốt lên giùm tôi lùng nó xí nãy giờ nè. Túi đeo là 400.000 nha chị, hàng xi Nhật mới 100% ha. Túi này là túi LV em có nhiều màu lắm. Nè em còn Gucci nè, Gucci thì 380 ha. Nhưng mà eo nhưng mà Gucci đen thì lại 400. Mà Burberry á thì lại 380. Nói chung là màu màu kem kem á thì 380 mà màu đen thì 400. Ok nha mấy chị, ok chưa? Rồi áo dây của ai vậy? Áo dây mới chốt Bùi Thị Ngọc Trinh hả anh? Ừ. Cái bộ bi này là dưới 90kg, tôi trừ hao đâu. Bộ bi dưới 90kg. Chị nào chốt bộ bi sale luôn. Đù má 160.000 bộ bi luôn mấy chị. Sale luôn bộ bi 160.000. Rồi chị nào chốt bi kèm quần nè. Rồi 160.000 bộ bi 90kg. Tiếp tục mấy chị ơi. Lấy túi em đeo Minh Phụng Lâm 400. Ra bỏ bịch bóng hương đàng hoàng con. Minh Phụng Lâm 400. Minh Phụng Lâm 400. Túi này dễ đeo lắm chị. Túi này đi đựng hàng đựng đồ rồi dễ lắm. Đừng đổi giùm em cái chị. Rồi bây giờ lên tiếp nè. Em có một cái bộ này nè mấy chị. Em có một cái bộ này là quần váy nha. Bộ này là quần váy nhưng mà bộ này vải đẹp lắm. Bộ này nè. Bộ này hồi bữa tôi chưa có nè. Bộ này 250 tôi không có sale. Bộ này bữa tôi nhường lại cho khách, giờ tôi để lại. Rồi tiếp tục bộ đó là dưới 82kg 240. Rồi còn gì nữa đâu. Rồi lên tiếp tục nè mấy chị ơi. Còn cái gì cho cái bí gì mới gọi điện vậy. Nè.
dồn qua mà ổng không nhớ cái tên. Nè, coi nè, coi tin tưởng khách nè bảy. Nè mấy chị, coi tin tưởng khách mà ai trẻ về cái đầm sao nhỏ nè. Mà thấy chưa? Gì đâu bán đó đâu. Thấy chưa? Thấy bị dính chưa? Đâu tỉnh thành phố. Nè hàng này là hỏi ông Tâm lại nè. Rồi bị dính cái đầm mất mẹ mấy trăm ngàn rồi đó. Bỏ nó ghi chữ Tâm đi, hỏi ông Tâm lại nè. À sao nãy chị Huy Lê không lấy cái quần này? Quần này sale còn 150, quần tấn ngay đầu gối, sao chị không lấy? Linh Trần bộ bi với áo sơ mi. Linh Trần Bến Tre không? Nè Linh Trần Bến Tre nè, tính bộ bi cho Linh Trần Bến Tre 150 luôn đi. Hai áo sơ mi 160 của Linh Trần Bến Tre cho hết luôn. Ha? À? Tôi hai cái kiểu tin tưởng khách đó mấy chị. Linh Trần Bến Tre 150 với lại 160 là 301. Một cái áo sơ mi 200 ngàn giờ bán luôn cho mấy má 120 ngàn nè. Nếu mấy má bữa nay không mua áo sơ mi này, con để tối nay con mặc ngồi live stream. Tôi hứa luôn. Dưới 85kg vừa. Tôi nói thiệt với mấy chị là hơi bị đẹp luôn. 120 ngàn áo sơ mi với màu. Áo sơ mi với màu 120 ngàn. Chị nào hôm nay không mua. Ê hai mày dúng bạn ghê á Thủy Thư à. Tao thấy hai mày dúng bạn ghê, xong kiếm hợp bích dễ sợ luôn á. Hai bay nói lên cùng lúc làm như là nỗi lòng, coi như là nỗi lòng chiều thứ bảy vậy đủ má. Comment lên một khúc là dính một khúc luôn. Tài lên 120 ngàn. Giống quỷ sứ dễ sợ, hai đứa tụi bay giống y chang luôn. Giống quỷ sứ ghê đủ má thiệt. Làm như comment là coi như hùng hợp tác hay sao á. Giống quỷ sứ yêu ma à. Trời đất quỷ thần ơi. Thứ quỷ chứ yêu gì á. Rồi cái người mà đặt em cái gì mà gì hồi nãy điện ba chữ gì. Cái inbox địa chỉ chưa? Tên gì? Quỳnh mẹ cái tên là phải luôn. Hà Thúy Quỳnh. Hà Thúy Quỳnh khách cũ anh search vô đi. Sao không chọc con tay vô trời. Em còn một bộ dây nè. Nè, em còn một bộ dây dưới 72kg. Rồi bộ này 200 xe cho mấy chị, còn 130 ngàn. 130 ngàn bộ hoa đi luôn đi mấy chị ơi. Đó, mấy giờ chị like? 8 giờ rưỡi. Bữa nay tao bung hết cái hàng tao luôn mà, tao bung hết. Rồi em có một bộ Chanel 240 bán mấy chị 180 nè. Bộ này mà tôi nói mấy bà mà mặc không ghiền rồi thôi. Bộ này size dưới 72kg. Bộ này đẹp lắm, đây nè. Rớt tay bên này nè nha, bên phía tay trái rớt tay. Phía tay trái rớt tay. Phía tay phải nè. Phía tay phải xíu xíu vậy mà có cái cọng dây lên nè. Bộ Chanel này dưới 72kg. Bán bộ Chanel này cho mấy chị 180 ngàn luôn ha. Rồi bộ dây của kẹo bông gòn con ơi. Kẹo bông gòn 130 ngàn. Ủa anh ơi, sáng anh gửi bill kỳ anh chưa? Thứ hai mới gửi. Nhưng mà anh lấy cái thùng anh đóng tre giảm cân cho nó nha. Hổm giờ đóng gì bị méo hết, nó không có bán cho khách được đó. Ủa thì em nói bình thường làm gì căng thẳng vậy? Căng thẳng lắm, mấy vụ đây căng thẳng lắm. Nó không chịu phản là vợ chồng mình chết đói luôn đó. Liếc một cái nhẹ. Ai liếc cái nhẹ? Ai liếc mày nói nữa tao giấu đồng hồ luôn. Ai liếc tao cái nhẹ. Ai liếc không? Nói lại vậy. Trời ơi, nổi da gà luôn trời ơi. Có lòi thiệt chứ. Áo đen ngoài chị mặc bao nhiêu 150 gái? Anh đâu có liếc em đồng hồ đâu. Ừ, vậy sao mày đâu ghét là được. Dễ giờ mà ghét là được. Chồng mấy chị có đứt dây dúng với ổng không mấy chị? Đúng rồi. Đúng rồi. Bán cho Diễm Trần rồi kìa. Còn nữa. Bộ này dưới 72kg. Bán cho Diễm Trần rồi. Hết rồi. Mày phê ai mày? Cuối cục mày phê ai nữa tao nghe coi. Thì ai có tiền nữa thì em. Giờ liếc nữa nè. Ôi em có cái quần lửng nè mấy chị. Quyết thương nhìn nè. Em có một cái quần lửng trò o, có cái quần lửng dưới 85, dưới 82, 83kg nè. Rồi bà nào mua đi tôi chốt tôi sale cho 170 ngàn luôn. Rồi 250 sale luôn 170 ngàn quần lửng dưới 83, 84kg. Nè ông, 5 phút nữa tôi like xong ông phải chở tôi ra đường cây trăm nha. Mua một cái bánh kem ghiêu. Tôi quá thèm rồi, biết sách đây. Thứ mê trai nói ngọt cái là dịu lại à. Đâu gì, sách gì? Kìa lau cái kia con bụi. Con có bụi đi. Gì ngầu gì hủ gì chết luôn á con à, thiệt á. Nó chết rồi mà ông ở với cái con cầu kinh tỉ là gì đụng mấy nó nhắc đầu vú mà chết mẹ mà luôn á. Thiệt á, mày cũng khó cái con cầu kinh tỉ đó lắm.
Bữa nay mày đi đâu vậy Thanh? Mày đi đâu mà nãy giờ mày không mua đồ phụ tao tổ hôm nay? Tối hôm nay tôi lên tiếp một cái bao hàng xúc cho mấy chị siêu nhẹ luôn. Trời ơi, nó quăng cái gì mà lên đầu lên cổ tôi rồi trời. Cái bộ này là 260.000 bộ quần dài. Bộ này em có tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Em bán đúng 3 bộ này nữa em nghĩ. Đây mấy chị ha. Đây, trời ơi, nhưng mà cái bộ này bé lùn nó chụp cũng có đẹp đâu mấy chị. Cái bộ này bé chụp bé lùn nó chụp cũng có xi nhê gì hết trơn á mấy chị à. Cái bộ này bé lùn nó chụp không có xi nhê gì hết á. Tại cái bộ này nó quá đẹp mà con lùn nó chụp quá xấu mấy chị. Đây. Đây mấy chị ơi. Trời ơi thiệt, bộ này em nói thiệt với mấy chị nha. Mặc lên một cái tôi nói đẹp như bông bử luôn. 260.000 tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 thủy à. Tao biết là mày rất là thích sushi hoặc lý ý hoặc ly đúng không đây nè. Đây. Sao đành bỏ em đi. Eo 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 eo. Bỏ đâu quên mất mẹ. Em thích ăn khoai mì con mình em. Ờ à, chụp cái màu nó không đẹp bằng lên like đúng không? Cái màu ở ngoài nó rất là đẹp, nó là một cái màu dùng từ là màu bò, bò lai bê. Bò lai bê mà lai cái đuôi phốc biệt rê. Đó, là cái bộ này nha. Đấy. Áo vest Ngọc Giang vừa không, 80kg vừa. Nè chốt cho Ngọc Giang đi. Không, size này Ngọc Giang không vừa. Size này là để chốt cho bà Tám. Anh ơi lấy bill của bà Tám băng má em á, bỏ vô cho má. Lấy cái quần lửng của chị Thị Thanh Hồ 170.000. 170.000 của Thị Thanh Hồ nè. Mua gì nữa không mấy chị ơi. Chốt giùm em ba bộ lửng kiếm ba tô phở nghỉ nè mấy chị ơi. Nghĩ con lùn tôi sao nó ngu dữ trời coi nè. Mua gì cho nó mà nó không biết ăn. Thủy à, qua nhà tao lấy về ăn Thủy ơi. Con lùn sao nó mệt dữ vậy ông. Hồi sáng anh Phước làm bill mày có bỏ cái đồ vô cho mày rồi đó. Kiếm cái hộp điều không thấy đâu hả. Chưa có kêu nó may chị, tại vì nếu mày may cho chị là phải tuyển nguyên cây vải trắng về. Mà cây vải trắng thì bên em nó không có may nhiều cho nên chưa có may được chị. Chừng nào mà em kiếm một cái set nào đó mà nó có phối trắng á, là lúc đó mới tuyển cây trắng về, ha. Đó. Nó không có biết ăn chị, mà em thì còn ngu hơn nó nữa, mình chữ nói thực sự mình ngu hơn nó. Em không có biết ăn đào mà cũng không biết uống trà đào. Em là chỉ có ăn cái gì mà như là nùn thở ớt nè nó. Nên là ở cu lăng gu nè đó, ăn được mấy cái đó đâu. Hộp điều cơ điện thoại, mẹ ô thiệt chứ. Đó, chết đi ép nhon ghê, con gái thiệt đẹp. Hái tao đứt dây ghê. Bình bình lắm, bình bình nặng lắm. Tấu gặp nhau nha. Tấu gặp nhau nha mấy chị. Mày qua nhà đi tao cho. Mày kêu qua nhà đi tao cho hộp đào thử. Qua nhà đi, qua nhà đi. Tấu mình gặp nhau nha. Để em coi thử cái này là cái gì vậy. Không không, chị Kiều Lam, chị lấy về, chị lấy bộ này 95kg hả. Trời ơi mẹ ơi, mừng muốn chết mẹ luôn. Ồ mẹ, cái thằng Facebook thiệt hết chứ. Lâu lâu có người chốt bộ đồ mà nó không cho tôi thấy nè. Kiều Lam, 260.000 của Kiều Lam. Nè tôi còn một bộ dây dưới 72kg. Tôi còn một cái bộ quần ống rộng dưới 72kg. Chị Neo Hà Thí Quỳnh có chưa? Bộ này là 240, giờ sale cho mấy chị còn 190.000 rồi. Còn đúng một bộ size L này. Chị nào chốt bộ này chốt lên giùm tôi. Không, thứ hai rồi gái. Hà Thí Quỳnh lấy Chanel có chưa? Thôi đừng ship hộp đào. Bộ Chanel này Hà Thí Quỳnh này hả? Đừng ship hộp đào 180 của Hà Thí Quỳnh nè. Nó là hũ thủy tinh, nó nguy hiểm lắm. Đừng ship nha, đừng ship. Không em, thứ hai à nè. Ráng tối nay coi live stream tôi. Trưa ngày mai coi live stream tôi, tôi sale bung nóc hàng cho. Rồi thứ hai mới gỡ hàng, ok chưa? Mấy chị ok không? Bộ bi dây của Văn Nguyễn Thành Phố. Văn Nguyễn Thành Phố 190.000. Nè còn cái đầm nè. Thao tấu cái đầm này còn cỡ 90-95kg lận. Trước trước mày là gì chị Ngô Lệ ơi? Báo giùm em một cái, chị nói cái gì ạ? Ăn được hột lê xào me đồ gì á? Vậy không á. Trước mày là gì chị Ngô Lệ ơi?
Tối gặp nhau đây. Tối em lên em bung nóc cho mấy chị nha. Bộ bi dây có để cho Vân rồi. Để cho chị Vân rồi nha. 190 đúng vậy. Trời ơi sao mà hàng gì sao nhỏ nhỏ mà bên kia có trẻ cho mình hoài vậy nè anh ơi. Bỏ cho thằng Tâm hồi nãy nữa nè. Chết rồi cái thằng này chết rồi. Đồ gì trẻ mà nó có đồ, đưa lộn đồ tôi vậy không? Đen đó là đen freestyle em à. Nha em. Đen đó em mặc rộng nó vẫn đẹp. Vỏ đúng không? Áo. Ừ. Này của Giang vỏ nè. Không biết nữa, không biết đâu, không nhớ anh ơi. Nó lấy chữ nè. Nó tụi nó lồn á, biết rồi. Sao vậy? Gì nói đi. Bỏ vô luôn đi, đi với Tâm. Đi Tâm đi mà treo lên, mai biết rồi. Dạ để em còn ai cái bill của Su Su mới lấy cái bộ 260 xả đi. Su Su 260 gì? Vậy hả? Vậy ship nó qua Tân Phú với 1kg bò 1 nắng nha. Mai mốt mé em rồi ok. Ai mà nhắn tin cho chị trong Facebook Võ Thị Yên ơi, mai chị ship cái bill đó cho em nha. Thì anh 1kg bò 1 nắng với lại hũ đào không? Hũ đào chị là coi như là lấy 120 đó. Tao chia lại cho mày 100 nha. Rồi ký bò đó mai chị ship qua đó cho không Thu. Vậy ơi làm gì có Su Su. Cái bill gì mới Kiều Lam mới đưa ra mà 95kg set 260 à. Xả cái set đó đi. Kiều Lam kêu Su ông nội ta tìm. Hồi đó em vừa nhận lúc sáng em mặc không vừa rồi chị bị rộng. Chị Nguyễn Ngọc Mỹ chị chụp qua cho em đi. Chị chụp qua đây trên đây em còn size nè em đổi size cho chị nha. Chụp qua chị coi là chị báo giùm em chiều cao cân nặng của chị nè. Rồi chụp cái size trên cổ em coi thử rộng chặt làm sao rồi em báo cho chị cho nha. Ok. Rồi vậy đi tối nay 8 giờ rưỡi gặp nhau nha mấy chị. Em thấy chị nói cái đó 90kg. Tại vì áo thun mà con gái thiệt đẹp nếu mà em mặc ôm á là nó không phải cái loại thun này em hiểu không con gái thiệt đẹp. Cái áo này là em phải mặc freestyle giống như cái nè bé lụng cái anh Tư cái anh Phước cái gì cái nè là nó là form rộng có thể đóng thùng được nghe em đó còn không thích thì em cứ báo chị Yên xạ ai gì rồi vậy đi.